lúc nào hắn cũng có thể sẽ hạ sát thủ toàn bộ ma giáo ta sẽ không còn sót lại chút gì người muốn bảo đảm thượng thanh công ta muốn bảo đảm ma giáo nếu ngươi không thể ngồi xem ta cũng không thể ngồi xem thánh nữ cũng hy vọng ngươi hảo hảo sống sót nếu như ngươi liều lĩnh không nên ép ta triệu hùng ca ngươi dám giết bọn hắn ta sẽ giết nữ nhân kia ở nam châu ngươi biết ta chưa bao giờ cầm loại sự tình này nói đùa thân hình nam thiên vô phương lóe lên nụ cười quanh năm ở trên mặt biến mất cưới kim mau hống nói. Trong hai canh giờ, nếu như không nhìn thấy ngươi xuất hiện ở yêu ma lĩnh, ta lập tức hạ lệnh diệt thưởng thanh tông. Gào, kim mau hống ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, đáp lại vang vọng, sau đó chạy vội xuống núi, mang theo người mái tóc trắng đen kia cấp tốc đi xa. Triệu hùng ca nhìn biển mây phương xa, thân hình bất động thật lâu. Nơi đóng quân lâm thời của triều đình vệ quốc, cũng là đại doanh trung khu của vệ quân, ngoài doanh trại có mấy kỵ binh đi tới. Tây môn tình không và đám người đường nghi trở về, thủ vệ nhìn thấy, cũng nhận thức, chắp tay nói. Xin chờ một chút, Tây môn tình không hò hét, tránh ra, Tây môn tiên sinh, trong quân có quy củ trong quân, không nên làm khó chúng ta. Quân sĩ cầu xin, Tây môn tình không không có thời gian để ý, không nhanh không chậm rủi ngựa đi tới, không phải hắn ngang ngược, mà là một khi thông báo, lo lắng tam đại phái của vệ quốc quấy phá, sẽ không để hắn tiến vào. Một đám quân sĩ tay cầm đao thương tương hướng, nhưng không người dám manh động đều biết quan hệ của hắn và huyền vi bị bước chậm rãi lùi về sau cuối cùng tránh ra một con đường bao quát một chút tu sĩ trực ban cũng có chút kiên kỵ mặc kệ bình thường nhìn vừa mắt hay xem thường dù sao cũng là đệ nhất cao thủ đan bảng thật muốn động thủ mà nói kia không phải uy phong ngoài miệng của đại môn phái có thể hù dọa bọn hắn có chút kiên kỵ đám người đường nghi nhìn nhau bất đắc dĩ đành phải theo đuôi đi vào thủ vệ không còn biện pháp có người cấp tốc chạy đi thông báo Tây môn tình không chậm rãi rồi ngựa, mặt không hề cảm xúc mắt nhìn phía trước, thẳng tới phương hướng có hoàng kỳ, rước lấy một đường quân sĩ quan sát. Đợi mọi người đến vị trí có hoàng kỳ, huyền vi đã nghe tin đi ra, ngơ ngác nhìn tây môn tình không trên lưng ngựa. Trong lều vải xung quanh, cao tầng tam đại phái cũng nghe tin đi ra. Trưởng môn linh hư phủ thường lâm tiên đột nhiên hò hét. Tây môn tình không, nơi này là quân doanh, sao dung người chưa qua thông báo đã tự tiện xông vào, Bạch, bóng người trên lưng ngựa đột nhiên hóa thành một hư ảnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đánh về phía thường lâm tiên. Mọi người cả kinh, thường lâm tiên càng trở tay không kịp, không nghĩ tới tây môn tình không lại dám động thủ, vội vàng vung song trưởng muốn đánh tan kiếm cương đâm tới. Hô, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, kiếm ảnh ngừng lại, thời điểm kiếm phong sắp đâm chúng nghi tâm thường lâm tiên dừng lại. Phong mang ở mũi kiếm tan giã, hiện ra thân hình của tây môn tình không, hắn đứng ở trước mặt thường lâm tiên, chỉ cách xa một bước kiếm cương cũng hóa thành cuồng phong tiêu tan, thổi cỏ vụn bay ngang, lá cờ bốn phía phấp phới, bụi bằm tung bay. Hai tay thường lâm tiên vẫn ở tư thế đưa lên, tiếp tục không phải, thả xuống cũng không phải. Tây môn tình không lạnh lùng theo dõi hắn, tốt nhất không nên ép ta rút kiếm, dám ở nơi này ngang ngược, mấy vị túc lão của linh hư phủ hiện thân, trong nháy mắt vây quanh tây môn tình không. Tây môn tình không nhắc tay nhanh như mị ảnh, nắm chặt chuôi kiếm, thủ thế chờ đợi. Không ít tu sĩ giật mình, Tây Môn Tình không dám ngang nhiên cùng tam đại phái chiến một trận. Hạo thừa ở trong lều vài lộ cái đầu ra bên ngoài nhìn lén, phát hiện người kia sống sót trở về, có chút trột dạ, đầu co rụt lại, muốn trốn. Mắt thấy đại chiến động một cái sẽ bùng nổ, huyền vi bởi vì cử động của Tây Môn Tình không có chút kinh ngạc gấp giọng hô lớn. Dừng tay, cũng không phải không có thông báo, trước đó đã thông báo với chấm, là chấm để bọn hắn trực tiếp đi vào. Huyền vi chạy tới, ngăn cản ở giữa mấy người, cũng nhìn người linh hư phủ hò hét đại địch trước mặt, còn muốn nội chiến sao, đều lui ra cho chấm, tiếp đó giận dữ hết, cận về quân ở đâu, ao ao ao, đại quân ở phủ cận nghe hiệu lệnh vội vàng lao đến, cung tiến đã kéo ra. Hừ, thường lâm tiên hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu, xoay người rời đi, người linh hư phủ cũng lui ra. Huyền vi nắm lấy tay tây môn tình không, kéo hắn vào lều lớn, khiển trách. Các ngươi lui ra, đợi những người khác lui ra, đường nghi lại đi vào trào, huyền vi lập tức chất vấn nàng muội tử, người đã quên ta bàn giao sao, ta không phải nói các ngươi không nên quay lại sao. Đường nhi bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ta không cản được Tây Môn tiên sinh, chương 1783, giết chết, Tây Môn tình không, không quan hệ tới đường trưởng môn, huyền vi đối mặt Tây Môn tình không, vẻ mặt thống khổ nói. Người trở về làm gì, vì cái gì ngươi còn muốn chạy về, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, Tây Môn tình không, một khi chiến bại, bọn hắn sẽ không quản ngươi chết sống, thậm chí sẽ giận cá chém thất ngươi quân địch cúng sẽ không bỏ qua ngươi ta mang ngươi giết ra ngoài hắn đã đáp ứng nàng sẽ dẫn nàng rời đi nàng không thể đúng lúc cùng hắn đi chỉ là bởi vì một chút sự tình chậm chế nhưng hắn hứa hẹn sẽ không thay đổi Huyền Vi nở nụ cười nói không rõ ràng là mùi vị gì ngay cả ngươi cũng cho rằng về quốc thua chắc rồi Tây Môn Tình không không biết nên hồi đáp thế nào trận chiến tranh này thắng bại đối với nàng mà nói có lẽ trọng yếu thế nhưng đối với hắn mà nói một chút cũng không trọng yếu nội tâm thậm chí có chút ích kỷ hy vọng tất cả sớm kết thúc một chút hy vọng trận chiến tranh này sớm kết thúc cho dù là về quốc thua nhưng hắn không thể nói như vậy hắn biết huyền vi quan tâm cái gì biết huyền vi dùng hết khí lực cuối cùng hy vọng có thể cứu vãn hắn cũng nghĩ tới muốn giúp huyền vi thế nhưng đối mặt cao thủ như mây sen lẫn thiên quân vạn mã sung phong hắn nhảy vào cũng chỉ như một bọt nước hắn bó tay giúp không được huyền vi cái gì không thể làm huyền vi vui vẻ năng lực của hắn chỉ có thể làm chút sự tình đủ khả năng, bằng sức một người tận lực bảo hộ nàng. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận, huyền vi cười thảm, nàng làm sao lại không biết về quốc gần như đã xong. Tuy trước mắt về quốc vẫn có không ít lãnh thổ còn chưa bị tấn quốc công chiếm, nhưng kia là vì địa vực rộng lớn, tấn quốc ở trong thời gian ngắn không thể chiếm lĩnh toàn bộ. Nhưng rất nhiều quan ải trọng địa, đã bị quân tấn công chiếm, nơi không bị chiếm lĩnh cũng bị cắt chém cách ly, bị quân tấn gắt gao bóp lấy các ít hầu khơi thông, nhân mã ở nơi không bị chiếm lĩnh rất khó đại quy mô tụ hợp đến trên thực tế triều đình đã mất đi năng lực tổ chức với toàn bộ về quốc binh hoang mã loạn triều đình đối với bách tính về quốc mà nói cũng đã mất đi ý nghĩa binh mã ai đến ai có thể uy hiếp được tính mạng bọn hắn bọn hắn sẽ nơm nớp lo sợ nghe người đó nào còn sẽ quản triều đình gì một đám triều thần theo quân không bỏ ra nổi biện pháp hữu hiệu giải quyết thời điểm này có lẽ còn không hữu dụng bằng một đám binh sĩ mà huyền vi từng ở vệ quốc quyền thế ngập trời bây giờ là nữ hoàng bệ hạ của vệ quốc cũng thấp kém trước nay chưa từng có mỗi ngày nàng đều phải đưa thư cho các thần tử ở địa phương còn chưa bị chiếm cùng thần tử giảng tình xưa liên lạc cảm tình thậm chí không ngừng phong quan tiến tước hứa hẹn vô số thứ tương lai sau khi thắng lợi sẽ thế nào thế nào nói trắng ra chính là hy vọng những thần tử kia chịu đựng cầu bọn hắn đừng hàng mà những thần tử kia cũng lá mặt lá trái hồi phục huyền vi rất rõ ràng những thần tử kia đến nay chưa hàng cũng không phải trung trinh nhất quán với vệ quốc, có lẽ có một phần nhỏ như vậy, nhưng chỉ là thiểu số. Đến thời điểm một mất một còn, người nhà thậm chí là thủ hạ sắp mất mạc, đều là người coi quyền lực, lợi ích trên hết, ai còn có trung trinh gì đáng nói. Tạm thời không hàng, nguyên nhân là vì quan sát, là bởi vì tề quốc xuất binh giúp đỡ, là bởi vì năng lực tác chiến của hô diên vô hận, làm những người kia không dám dễ dàng làm ra lựa chọn, sợ chọn sai lỡ một bước thành thiên cổ hận không dám mạo muội làm ra lựa chọn, đương nhiên cũng có người làm giá muốn từ bên tấn quốc thu được hứa hẹn càng lớn, ra sức kiên trì hy vọng bên tấn quốc có thể cho ra chỗ tốt càng lớn. Cũng có nguyên nhân khác là sau khi sự tình doãn trừ giết trần trường công bạo lộ đối với người vệ quốc vẫn sản sinh ảnh hưởng. Một trần trường công chết, trì hoãn vệ quốc toàn diện khuynh đảo, này cũng là nguyên nhân lúc trước hiệu bình ba tức giận đến đập đồ. bên tấn quốc không tiếc giá lớn bổ cứu trắng trận phong thưởng thê tử và nhi tử của Trần Trường Công, nhi tử của Trần Trường Công đã phong quân hàm đại tướng, tặng quan to lộc hậu, để người đung đưa bất định của vệ quốc nhìn. Các loại sự tình, trong lòng huyền vi đều rõ ràng, nhưng nàng không thể không hạ thấp tư thái đi làm. Một triều đình mất đi năng lực tổ chức với vệ quốc, đối với tề quốc đã không có quá nhiều tác dụng, người tổ chức không nổi lực lượng phản kháng càng lớn, các người đối với tề quốc ta còn có tác dụng gì? Tề quốc ta còn cần tiêu hao lực lượng đi trợ giúp, đi bảo hộ các ngươi sao? Hồ Diên vô hận dám giết ra quyến bách quan về quốc, thậm chí ngang nhiên bắn giết đại quan trong triều về quốc, mà Hạo Vân Đồ làm như không thấy, cũng đã là cảnh cáo và cảnh giác to lớn nhất với về quốc. Tề quốc ta giết lại thế nào, về quốc ngươi lại có thể thế nào? Một khi không còn giá trị, các ngươi cũng không có giá trị tồn tại. Mà những lãnh địa chưa bị chiếm kia, chính là hy vọng cuối cùng của Huyền Vi, cũng là một điểm giá trị cuối cùng của Tề quốc, một khi đại quân của Hồ Diên vô hận mở ra cục diện. Hy vọng đám người Huyền Vi còn có thể kéo tới những thế lực địa phương kia giúp đỡ. Hiện tại vì tiện một tướng lĩnh quân Tề chạy tới, cũng dám giáo huấn thủ tịch Đại thần Kim Lệnh tán của Vệ quốc, Kim Lệnh tán còn phải nặn ra khuôn mặt tươi cười giải thích. Một vị tướng lĩnh quân Tề giết đỏ cả mắt, trách nhân má về quốc tác chiến bất lợi, hại chết không ít huynh đệ của hắn, mang theo một thân thương tích chạy đến, ở trước mặt một đám người mắng trưởng môn Tam đại phái của Vệ quốc ăn hại, mắng trưởng môn của Tam đại phái là phế vật. Tam đại phái tự nhiên là phẫn nộ nhưng lại dám làm gì? dám giết sao? hiện tại quân tề giúp về quốc đánh trận là giúp tam đại phái của về quốc thu hồi đất đai bị mất là liều mình bảo đảm lợi ích của tam đại phái không để tam đại phái làm chó nhà có tang người giết chiến tướng của tề quốc ta thử một chút xem thật muốn giết tam đại phái không cầm ra tính mạng của một vài người bàn giao cửa này là không qua được các tướng sĩ ở trên sa trường dục huyết phấn chiến liều mạng của mình quân tâm sĩ khí cực kỳ trọng yếu sĩ khí mạnh thì cảm tử chiến sĩ khí yếu thì như núi lở, một chiến tướng chết ở trong tay những người này, Hồ Diên vô hận không cho các tướng sĩ phía dưới một câu trả lời cũng không được, tất nhiên sẽ tìm bọn hắn đòi bàn giao. Cân nhắc đến hậu quả, cuối cùng tam đại phái không thể không nuốt giận vào bụng thả người, không dám làm gì. Cái gì đứng hàng phiêu miểu các, cái gì cao cao tại thượng, tình thế không bằng người, ở thời điểm này không hề có tôn nghiêm đáng nói. Thử hỏi ở dưới loại tình huống này, huyền vi làm sao có thể không thả xuống cái giá và thể diện của nữ hoàng đi cầu người đến cũng đã đến rồi còn có thể làm sao huyền vi sẽ không tiếp tục nhiều lời với tây môn tình không nhìn đường nhi nói các ngươi cũng không nên trở về trở về liền không đi được thời điểm này tam đại phái là sẽ không để thượng thanh tông rời đi đường nhi ngẩn ra mới đầu không rõ sau đó minh bạch đích xác là không nên trở về thượng thanh tông là người của huyền vi thuộc về tâm phúc nếu ngay cả tâm phúc của huyền vi cũng chạy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quân tâm sĩ khi còn sót lại. Ở bước ngoặt này, tam đại phái sao có thể thả các nàng đi? Trước đi rồi thì thôi, không có biện pháp, hiện tại trở về, tam đại phái sẽ không bao giờ thả bọn hắn đi. Ngươi đi xuống trước đi, Huyền Vi nói một tiếng. Đường nghi nhìn Huyền Vi một lúc, phát hiện đối phương tiểu tụy hơn rất nhiều, trong tóc đen thậm chí có tóc bạc, cũng biết cùng Tây Môn Tình không cử biệt gặp lại còn có lời lén lút cần nói, nàng không thích hợp ở bên cạnh, chắp tay xin cáo lui chương 1784, ta và Nhiêu Huynh là hảo hữu trí giao một. Ra Gia lều lớn, tâm tình của đường nhi trầm trọng, suy tư thượng thanh tông nên đi con đường nào, chợt nghe lều vải ở phụ cận truyền đến thanh âm hô to gọi nhỏ. Báo ứng, báo ứng a thanh âm quen thuộc, là thanh âm của huyền thừa thiên, nàng đi tới, thủ vệ ở bên ngoài thấy là nàng, biết nàng là người của huyền vi, nên không có ngăn cản. Xốc lên lều vải nhìn, phát hiện đích xác là huyền thừa thiên, bị một xích sắt khóa lại, trượng phu hạo thừa của huyền vi ở bên cạnh, dáng vẻ luống cuống tay chân, dường như muốn che miệng huyền thừa thiên. Hạo thừa nhìn thấy đường nhi đi vào, hiện ra vẻ lúng túng. Nhìn thấy tây môn tình không trở về, hạo thừa có chút sợ sệt, không dám ngốc ở trong lều của mình, lại không biết nên chui đi đâu, sau đó cảm thấy nơi này khả năng tương đối an toàn, liền chui vào, cùng huyền thừa thiên tùy tiện hàn huyên hai câu, nói lỡ miệng, tiết lộ tình cảnh trước mắt của vệ quốc. Biết vệ quốc sắp diệt quốc, huyền thừa thiên không tự trách mình, trái lại cho rằng là huyền vi một tay tạo thành, cười ha ha, cuồng hô là huyền vi báo ứng. Hắn la to, đã kinh động không ít người, cửa lều hất lên, trưởng môn linh hư phủ thường lâm tiên đi vào. Vì sao hô to gọi nhỏ, thường lâm tiên quát, huyền thừa thiên cười ha ha, thường trưởng môn, người nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, đỡ tiện nhân kia thượng vị lại thế nào, tự làm bậy, báo ưng a Bạch, thường lâm tiên đột nhiên rút kiếm, một đạo hàn quang bay ra. Ây, huyền thừa thiên nhất thời không hét lên được, Trừng lớn hai mắt nhìn hắn, môi run rẩy. "Ngươi, kiếm trong tay Thường Lâm Tiên đã đâm thủng buồng tim của Huyền Thừa Thiên, máu tươi từ ngực ồ ồ chảy ra." Hạo Thừa chấn kinh, Đường Nhi cũng giật nảy cả mình. "Thường trưởng môn, ngươi làm gì? Dám loạn quân tâm, giết?" "Này chính là trả lời của Thường Lâm Tiên, bảo kiếm kéo ra, trở lại vỏ kiếm." Trước bị Tây Môn Tình không làm mất mặt mũi, vốn tâm tình không tốt, kết quả lại nghe Huyền Thừa Thiên kêu gào lung tung, dưới cơn nóng giận liền giết chết. Huyền thừa thiên đối với tam đại phái mà nói, vốn không có tác dụng gì, nếu như không phải huyền vi niệm tình tỷ đệ muốn bảo đảm, tam đại phái đã sớm xử trí. Huyền thừa thiên trừng lớn hai mắt ngã xuống đất, ngươi, thường lâm tiên quay người lại, chỉ về phía hạo thừa. Bắt hắn khóa lại, chặt chẽ trông giữ, không có lời nói của ta, ai cũng không cho phép mang đi, một khi có người cường hành mang đi, lập tức giết chết. Trước đó quân tể yêu cầu hạo thừa, mặc kệ cứ gì, nói chung chính là muốn mang hạo thừa đi thứ khác đều dễ nói, cho dù tam đại phái bị quân tề nhục nhã, cũng có thể cắn răng nhịn, chỉ có sự tình mang hạo thừa đi, bất kể là tam đại phái của vệ quốc, hay triều thần về quốc đều không đáp ứng. Cục diện đến mức độ này, nhị tử của tề hoàng hạo vân đồ, đã thành thẻ đánh bạc duy nhất trong tay bọn hắn có thể nhầm vào tề quốc, chỉ ít hô diên vô hận thân là thần tử, ít nhiều cũng phải lo lắng tới vị hoàng tử này an toàn. Nắm hạo thừa, chỉ ít có thể làm quân tề không dám quá mức làm bậy. Hạo thừa khẩn trương, muốn tránh các ngươi làm gì các ngươi muốn làm gì ai dám làm bậy đại quân tề quốc ta sẽ không bỏ qua cho hắn một tên đệ tử tiến lên tóm chặt hạo thừa một tên khác thì cởi xuống xiềng xích trên người huyền thừa thiên hai người liên thủ trong khoảnh khắc đã trói hạo thừa lại thấy một màn này tâm tình của đường nghi cực kỳ trầm trọng rời đi một đoạn thời gian rất nhiều tình huống không biết nhưng hết thảy trước mắt nói rõ vấn đề còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng thế cục của vệ quốc nên đến mức độ nguy cấp cỡ nào thường lâm tiên ngay cả huyền thừa thiên cũng dám không chút do dự hạ sát thủ đúng lúc này một tên tiểu binh xốc lên mảnh lều đi vào nhìn đường nghi chắp tay nói đường trưởng môn bên ngoài ánh mắt nhìn thấy huyền thừa thiên ngã ở trong vũng máu kinh ngạc đến ngây người thường lâm tiên mắt lạnh lẽo nhìn hắn cả giận nói sự tình gì tiểu binh lắp bắp nói bên ngoài đến một người tự xưng là xuyên dĩnh cầu kiến đường trưởng môn xuyên dĩnh dường như đã quên sự tình trước mắt Thường Lâm Tiên và Đường Nhi đều cùng nhau kinh ngạc một tiếng. Gần đây tu hành giới ngược lại có tu sĩ tên Xuyên Dĩnh, ở tu hành giới có thể nói như sấm bên tai, cơ hồ là không người không biết. Nguyên bản chỉ là một tán tu, nhưng sau đó một bước lên trời, vậy mà cưới băng tuyết các các chủ. Băng tuyết các các chủ tuyết lạc nhi là cháu gái của tuyết bà bà một trong cửu thánh, nháy mắt thành cháu rể của tuyết bà bà, này không phải một bước lên trời thì là cái gì? Thường Lâm Tiên không nhịn được hỏi, Xuyên Dĩnh nào, này, Tiểu binh lắp bắp nói: "Tiểu nhân không biết, cũng phải, mặc kệ có phải xuyên dính kia hay không, một tiểu tốt ở thế tục có thể biết sao?" Thường Lâm Tiên phát hiện bản thân hỏi cũng như không, phất tay nói: "Đi xuống đi." "Vâng." Tiểu binh tranh thủ lui ra, vẻ mặt kinh hoàng, cảm thấy bản thân khả năng nhìn thấy đồ vật không nên nhìn. Đường Nhi muốn xoay người đi gặp khách, nhưng Thường Lâm Tiên gọi lại. "Đường trưởng môn?" Đường Nhi dừng lại quay đầu hỏi. "Thường trưởng môn có gì phân phó?" thường lâm tiên không đằng đằng sát khí nữa thân sắc nhu hòa một chút dò hỏi đường trưởng môn người quen băng tuyết cát xuyên dĩnh đường nghi trầm mặc không có trực tiếp hồi đáp không biết là xuyên dĩnh nào đợi ta đi gặp lại nói nói xong chắp tay bước nhanh rời đi thường lâm tiên không mò ra sâu cạn không dám cường lưu tra hỏi trầm ngâm nói theo lý thuyết người băng tuyết cát sẽ không nhúng tay chiến sự mới đúng ngoài trướng đường nghi không vội vã tiếp khách mà trước tiên đi chủ trướng vội vội vàng vàng vào, nhìn thấy Huyền Vi và Tây Môn Tình không còn đang nói chuyện, cũng mặc kệ có quấy rầy hay không, báo ra sự tình thường Lâm Tiên giết Huyền Thừa Thiên. Huyền Vi như bị sấm sét kích chúng, kinh ngạc đến ngây người, sau đó chạy nhanh rời đi, Tây Môn Tình không lắc mình đuổi tới. Trong lều vải, Hạo Thừa bị khóa nhìn thấy Huyền Vi đi vào, kêu sợ hãi. Cứu ta, bệ hạ cứu ta, nhưng nhìn thấy Tây Môn Tình không đi vào lại không dám hé răng. Huyền Vi nào có tâm tư đi quản Hạo Thừa chết sống, căn bản không nhìn, xông lên quỳ ở bên thi thể, ôm lấy lay động, kêu trời trách đất. Chỉ là thảm kịch nhân gian mà thôi, không có gì hiếm lạ. Thường lâm tiên hờ hững ở bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt. Tây môn tình không xoay người, lạnh lùng theo dõi hắn, trên người dần dần sinh ra sát khí. Hai người bốn mắt tương đối, động một cái liền có thể bùng nổ, trong tay áo thường lâm tiên lộ ra một tấm thiên kiếm phù. Nhìn huyền vi ngửa mặt lên trời khóc thảm, lại nhìn hai người đối lập, đường nghi than nhẹ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. trong chốc lát, thường lâm tiên cũng đi ra, muốn nhìn xem có phải xuyên dính kia hay không. trong lều tây môn tình không trung quy vẫn không thể làm gì thường lâm tiên, bởi vì huyền vi ngăn cản. ngoài đại doanh, một nam tử mặc bạch y như tuyết đứng đấy, tư thái cao gầy, tóc dài kết thành một cái bím tóc thả ở sau lưng, môi hồng răng trắng, mắt sáng như sao. trên người một nam nhân vậy mà có khí chất điên đảo chúng sinh, quân sĩ thủ ở cửa cũng không nhịn được nhìn nhiều còn chưa từng thấy qua nam nhân đẹp đẽ như vậy, chân chính là Ngọc Diện Lang Quân A. Đường nghi đến, vừa thấy nam tử kia cũng không nhịn được ngẩn ra, cái gì gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong, từ này hẳn chính là dùng để hình dung nam nhân này. Nàng cũng chưa từng gặp qua nam tử đẹp đẽ như vậy, đoán chừng ít có nữ nhân có thể chống cự được mị lực, chỉ là dung mạo, đoán chừng có thể để vô số nữ tử khoan dung hết thảy khuyết điểm. Cũng chính vì như thế, nàng xác nhận, xuyên dĩnh này hẳn chính là xuyên dĩnh kia, nghe đồn xuyên dĩnh kia chính là Mỹ Nam tử thiên hạ ít có. Cũng phải, nam nhân có thể để băng tuyết các các chủ vừa ý, tự nhiên không phải người bình thường. Xuyên dĩnh cũng chú ý đến nàng, trên dưới đánh giá một thoáng, ôn hòa nở nụ cười, nụ cười này đủ để hòa tan trái tim nữ nhân, hỏi. Các hạ là đường nghi đường trưởng môn của Thượng Thanh Tông. chương 1785, ta và Nghiêu Huynh là hảo hữu trí giao khai. Đường nghi đáp lời, chính là tại hạ, tôn giá là, Xuyên dính chắp tay nói, băng tuyết các xuyên dính, dường như đã không có tất yếu xác định cái gì, chỉ dựa vào tướng mạo của đối phương là có thể chứng minh, đường nghi tranh thủ hành lễ nói. Không biết xuyên dính tiên sinh đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Xuyên dính cười nói, đường trưởng môn khách sáo, đột nhiên tới chơi, là tại hạ mạo muội Đường nghi khiêm tốn nói, không dám, mời tiên sinh vào trong, nhưng người nhường đường, đưa tay mời, rất là cung kính. Thân phận của người ta như thế, không cung kính cũng không được, mặc kệ người ta có phải dựa vào nữ nhân thượng vị hay không, bây giờ thân phận địa vị đích xác không phải chuyện nhỏ, chỉ điểm này là đủ rồi. Này, xuyên Dĩnh nhìn trong quân doanh một chút, tựa hồ hơi có lo lắng. Đường trưởng môn, hai nước giao chiến, thân phận của ta không thích hợp tiến vào loại địa phương này, bằng không chịu trách nhiệm không nổi, chỉ có thể là đi ngang qua, tiến vào liền miễn, xin hãy tha lỗi. Đi ngang qua, đi ngang qua gặp ta trong lòng đường nghi hồ nghi người ta nói như vậy rồi nàng không thể miễn cưỡng cái gì thử hỏi xuyên dĩnh tiên sinh triệu kiến là có gì phân phó sao phân phó không dám xuyên dĩnh liên tục xua tay sau đó hạ thấp giọng đề điểm nói ta và nghiêu huynh nghiêu hữu đạo là hảo hữu trí giao. nghiêu hữu đạo đường nghi xứng sờ nhắc lên nghiêu hữu đạo là người để nàng cực kỳ phiền muộn nghiêu hữu đạo vậy mà chết rồi lúc nghe được tin tức nàng không nói được là cái tư vị gì, nói chung bất an thật lâu. Nhưng mà người đã chết rồi, lại có thể thế nào, người sống còn phải đối mặt hiện thực tiếp tục sống, thân làm trưởng môn một phái còn phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm. Nhưng hiện tại đột nhiên bốc lên lời này, xuyên dĩnh là hảo hữu của Ngưu Hữu Đạo. Đường Nhi có chút không rõ vì sao, không biết đối phương đề cập cái này là có ý tứ gì. Xin hỏi các hạ là xuyên dĩnh tiên sinh của băng tuyết các. Thanh âm của thường lâm tiên vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trưởng môn của Tam đại phái về quốc đều vội vã đi đến, Xuyên Dĩnh đành phải xoay người đối mặt, đợi người tới phụ cận, hờ hững gật đầu nói. "Chính là tại hạ." Sau khi xác nhận, ba vị trưởng môn dường như rất vui vẻ, trưởng môn Đại Nhạc Sơn Lạc môn chân như có oán giận, nhìn Đường nghi nói. "Đường trưởng môn, này chính là ngươi không phải, Xuyên Dĩnh tiên sinh đến rồi, ở ngoài doanh trại sao có thể là địa phương nói chuyện." Tiếp đó nhìn Xuyên Dĩnh chắp tay mời. "Xuyên Dĩnh tiên sinh, mời vào trong, xin mời." Thường Lâm Tiên và Tàng Phong cũng đồng thời nhấc tay mời. Xuyên dĩnh xua tay, miễn đi, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, nhớ tới hảo hữu đường trưởng môn ở đây, chỉ là thuận tiện thăm viếng, không có ý khác, chư vị không cần nghĩ nhiều. Hảo hữu, ánh mắt đường nghi nhấp nháy, bản thân ở thời điểm nào thành hảo hữu với vị này. Bất quá nàng mơ hồ ý thức được, đối phương dường như là cố ý nói như vậy, thật giống như muốn giúp nàng. Ở dưới tình huống không rõ, vậy thì duy trì trầm mặc, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, Tâm trí của trưởng môn một phái còn không có kém như vậy. Tàng phong lại lần nữa mời. Đã đến rồi, không ngại đi vào ngồi một chút. Xuyên dĩnh không muốn nhiều lời, dường như mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp vứt ra một câu. Ta không quen chư vị. Lời này vừa ra, ba vị trưởng môn nhất thời lộ vẻ lúng túng, nhưng lại không dám thế nào. Vốn ba người còn tưởng là cơ hội tới, muốn mượn khí thế của băng tuyết các làm tấn quốc kiên kỵ. Này là xuyên dĩnh tự mình tới, đến lúc đó cũng không thể nói là bọn hắn lợi dụng nhưng Xuyên Dĩnh nói rõ không muốn nhúng vào vũng nước đục này, một chút mặt mũi cũng không cho. Xuyên Dĩnh không tiếp tục để ý bọn hắn, quay đầu nhìn Đường Nhi đưa tay mời nói. Mượn một bước nói chuyện, Đường Nhi yên lặng gật đầu, xoay người theo hắn đi ra xa. Ba người thất vọng nhìn theo, thường lâm tiên lẩm bẩm Nữ nhân này sẽ không có một chân với Xuyên Dĩnh chứ. Tàng Phong hừ nói, Xuyên Dĩnh có thể coi trọng nàng, lạc ngôn chân, này thì khó nói, hiện tại có khả năng chướng mắt, nhưng lúc chưa vào băng tuyết khác thì sao sắc đẹp của nữ nhân này cũng coi như bất phàm có nam nhân ưa thích không có gì lạ các ngươi lại nhìn tướng mạo vị kia hơi gợi ý nữ nhân nào nhìn được không nới đai giải y thường lâm tiên gật đầu đích xác có khả năng này nếu không vị này không tất yếu đi ngang qua còn phải thăm nàng cũng chưa từng nghe nói hai người có giao tình gì năm đó xuyên dĩnh không tính cái gì nhưng đường nhi là trưởng môn một phái đường nhi có thể hạ mình đi kết giao xuyên dĩnh sao mặt khác Năm đó bởi vì thân phận của Đường Nghi, Xuyên Dĩnh chủ động leo lên truy cầu Đường Nghi độ khả thi rất lớn. Hai người có thể là hảo hữu, ha ha, mười có tám chín là hảo hữu ở trên giường A. Phân tích có đạo lý, Tàng Phong khẽ gật đầu, bất quá vẫn nhắc nhở. Có mấy lời truyền đi là phiền phức, hai vị nói năng cẩn thận. Vốn chỉ là bất mãn nói ai lời mà thôi, được nhắc nhở, Thường Lâm Tiên và Lạc Ngôn chân đều dùng mình ngậm miệng, bằng không thật có khả năng rước lấy phiền toái lớn, băng tuyết các không phải là bọn hắn có tư cách trêu chọc. Ba người không rời đi, y nguyên tha thiết mong trời nhìn, nghĩ vạn nhất còn có cơ hội. Đi xa, chung quanh không người, hai người dừng lại. Đường nghi nhất định phải giải thích sự tình vừa nãy, vừa nãy ngầm thừa nhận đối phương nói là hảo hiểu, miễn cho bị người khác xem nhẹ. Vừa nãy xuyên dĩnh tiên sinh nói, hảo hiểu, tại hạ thực là trèo cao không nổi. Xuyên dĩnh xua tay, nếu nói chúng ta là, hảo hiểu, kỳ thực cũng không quá đáng. Đường nghi không rõ, Trước đó chưa từng gặp mặt với Xuyên Dĩnh tiên sinh, nay vừa thấy. Xuyên Dĩnh ngắt lời nói, Ngưu Huynh là hảo hữu trí giao của Xuyên Mỗ, mà đường trưởng môn lại là phu nhân của Ngưu Huynh, tầng quan hệ này luận xuống, người ta tự nhiên cũng là hảo hữu. Thuyết pháp này, đường nghi khỏi nói có bao nhiêu lúng túng, vội nói. Sợ là tiên sinh hiểu lầm, ta và Ngưu Hữu đạo từ lâu không có bất kỳ liên quan, sự tình, phu nhân, gì kia, thực sự là không dám, xin tiên sinh thu hồi. Xuyên Dĩnh cười khổ có lẽ đường trưởng môn không coi là việc to tát nhưng như huynh vẫn nhớ đường trưởng môn khi hắn còn sống ở thánh cảnh liền lo lắng qua bản thân không ra được người ở bên kia cũng thực không cách nào bận tâm sự tình bên ngoài nên từng căn dặn ta hy vọng ở thời điểm đường trưởng môn gặp phải phiền phức có thể âm thầm ra tay giúp đỡ còn cố ý căn dặn đừng để ngươi biết ta ra tay có quan hệ với hắn nhưng bây giờ hắn đã không còn ta không có tất yếu ở trong bóng tối ra tay có chút sự tình có lẽ đường nhi không biết có lẽ người khác không biết nhưng đối với vài người mà nói, Nghiêu Hữu Đạo và Triệu Hùng ca còn quan tâm Thượng Thanh Tông hay không thì quá rõ ràng. Lúc này Đường Nghi là thật choáng váng, Nghiêu Hữu Đạo ở trong bóng tối giúp nàng. Không nhịn được nói, tiên sinh nói giỡn, không có nói giỡn, lẽ nào đường trưởng môn cảm thấy ta cần cố ý chạy tới một chuyến chỉ là nói đùa. Nếu không được người nhờ vả, xuyên mỗ không đến nỗi đi một chuyến này. Xuyên dĩnh thở dài, đường nghi không còn gì để nói, ngấm lại cũng phải, bằng thân phận của đối phương, căn bản không thể chạy đi tìm nàng, cần gì phải hạ mình tới gặp nàng sao? Xuyên dính lại thở dài một tiếng, người cũng đã mất, xin đường trưởng môn nén bi thương. Nén bi thương, đường nghi không biết vì sao đối phương lại nói thế, nàng và nghiêu hiểu đạo vốn là phu thê giả, cũng đã sớm đứt đoạn mất tình phu thê, nói cái gì nén bi thương. Nhưng có một điểm nội tâm không thừa nhận cũng không được, được biết tin nghiêu hiểu đạo qua đời, đến nay trong lòng vẫn có chút đau thương nhàn nhạt, nhạt. Hồi tưởng chuyện cũ, Thượng Thanh Tông là có lỗi với Ngưu Hữu Đạo trước, nàng cũng có lỗi, thật muốn nói rõ ràng, vị trí trưởng môn Thượng Thanh Tông hẳn là của Ngưu Hữu Đạo mới đúng, là nàng cưỡng đoạt qua. chương 1786, Ngưu Hữu Đạo khi còn sống giao phó. Người vốn chính là trưởng môn của Thượng Thanh Tông, chết rồi, toàn bộ Thượng Thanh Tông đều không tránh khỏi có chút thổn thức, đặc biệt là ngụy Đa, khóc rất thương tâm. Nhưng về tình về lý đều không thể nói là nén bi thương, bản thân rút sạch, đối phương lại cứ nhắm vào điểm này, Đường Nhi cũng không tiện cùng hắn biện giải cái gì, quan tâm cái gọi là thầm trợ giúp của đối phương, thử hỏi. Như Hữu đạo thật bàn giao Tiên Sinh giúp ta, cái vấn đề này trong lòng nàng cũng muốn biết. Như Hữu đạo vẫn chưa lập gia đình, lẽ nào thật ưa thích nàng? Xuyên Dĩnh nở nụ cười. Nếu không ta chạy tới làm gì? Cố ý chạy tới nói dối lừa ngươi sao? Ngược lại cũng phải. Đường Nhi thầm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc. Chưa từng nghe nói Như Hữu đạo và Tiên Sinh có giao du sao tiên sinh lại là hảo hữu trí giao của ngưu hữu đạo xuyên dĩnh rất trực tiếp nói trước khi ngưu huynh tiến vào thánh cảnh ta và ngưu huynh căn bản không nhận thức trước đây ta nghe đại danh ngưu huynh đã lâu nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy ta nguyên bản là người thiên địa môn của tấn quốc không biết đường trưởng môn có biết hay không chưa từng nghe nói đường nghi suy tư sau đó lắc đầu có chút sự tình bao quát bên thánh cảnh điều tra đều chưa đối ngoại công khai thân phận bây giờ của xuyên dĩnh người biết tình huống cũng không dám nghị bừa nàng không biết cũng bình thường thấy nàng không biết xuyên dĩnh lại hỏi quan hệ của trưởng môn thiên địa môn lệnh hồ thu và nghiêu huynh đường trưởng môn có biết không lệnh hồ thu đường nhi nói có nghe thấy nghe nói hắn và nghiêu hữu đạo là huynh đệ kết bái xuyên dĩnh xuyên phận liền tới từ đây ta và lạc nhi phải vào thánh cảnh đại hôn có lẽ lệnh hồ trưởng môn lo lắng nghiêu huynh ở trong thánh cảnh an toàn tới tìm ta hy vọng sau khi ta vào thánh cảnh có thể lợi dụng thân phận của mình chăm sóc nghiêu huynh một chút lo lắng nghiêu huynh hiểu lầm lệnh hồ trưởng môn cố ý viết phong thư để ta mang cho nghiêu huynh xem như là lệnh hồ trưởng môn có ý dẫn tiến sau khi mang thư vào thánh cảnh bởi vì ta mới vào thánh cảnh hoàn toàn không biết tình huống bên trong thư cũng không thể đúng lúc đưa cho nghiêu huynh nhưng duyên phận là kỳ diệu như vậy ta cũng không nghĩ tới nghiêu huynh và lạc nhi lại là người quen cũ nguyên lai trước kia bọn hắn ở băng tuyết các đã gặp qua mặt đã sớm nhận thức ta và lạc nhi ở băng tuyết thánh địa đại hôn không có khách ở ngoài thánh cảnh chúc phúc, duy nhất đến chúc phúc chính là Nghiêu Huynh, hắn là đến chúc mừng Lạc Nhi, tự tay vẽ một bức họa đưa cho Lạc Nhi làm quà tặng. Ta vừa nghe nói hắn đến, đúng dịp, lập tức tìm hắn gặp mặt, cầm thư của lệnh hồ trưởng môn cho hắn, hai người liền nhận thức như vậy. Có vài người quen biết cả đời cũng khó thành hảo hữu nhưng có vài người, chỉ một lần liền có thể tình đầu ý hợp. Cái gì gọi là hợp ý? Ta và Nghiêu Huynh chính là hợp ý. Ta và hắn có thể nói là vừa gặp mà như đã quen, sau đó hai người ở trong thánh cảnh liền có lui tới. Hắn đến băng tuyết thánh địa, ta tới vấn thiên thành, hai người ngươi tới ta đi, hận tương phùng muộn, dần dần, liền thành bạn thâm giao. Nhớ tới một lần cuối cùng gặp mặt, ta và Lạc Nhi muốn rời khỏi thánh cảnh về băng tuyết các, hai vợ chồng ta dắt tay nhau đi vấn thiên thành bái kiến. Được biết ta muốn rời thánh cảnh, hắn nói hắn không biết còn có cơ hội rời thánh cảnh hay không, ta nói hắn quá bi quan, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn rời đi bởi vì còn không quá quen thuộc tình huống hy vọng hắn có thể cho ta chút thời gian lúc ấy hắn nhờ ta sự tình chăm sóc ngươi và thượng thanh tông lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý sau đó cùng lạc nhi rời đi ai nhưng không nghĩ tới sau lần kia đã thành âm dương cách biệt ta chỉ hận lúc đó ta không ở trong thánh cảnh bằng không nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp hắn nhưng hối hận cũng vô dụng nghĩ tới nghĩ lui duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể thực hiện hứa hẹn lúc trước đã đáp ứng, không phụ tương giao một hồi. nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt phiền muộn và tiếc nuối. nguyên lai là như vậy, đường Nhi yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng có chút nói thầm, hoài nghi như hữu đạo ở trong thánh cảnh có phải vì nịnh bợ đối phương hay không, mà vị này lại cho là thật. mặc kệ chân tướng thế nào, bằng thân phận địa vị của đối phương xác thực không cần chạy tới lừa gạt mình, nàng thử hỏi. như hữu đạo là làm sao chết, bị người nào hại? cái này. Xuyên dính có chút do dự, trần chờ nói. Có mấy lời ta không thể nói, liên lụy tới sự tình trong thánh cảnh, không có chứng cứ, nói quá nhiều đối với người ta đều không tốt. Nhưng hẳn là bị thân phận đốc cha của hắn liên lụy, nghe nói là hắn tra được một chút vấn đề, chọc phải người không nên chọc, bị người diệt khẩu. Hung phạm đến hiện tại còn không biết là ai, bất quá Nghiêu Huynh chết ở trong thánh cảnh không phải chuyện nhỏ, thân phận đốc cha của Nghiêu Huynh chính là thánh tôn tự mình sắc phong, dưới thánh tôn bất kỳ người nào cũng không có quyền sinh sát, lại có người dám ám sát đốc cha, sự tình này đã kinh động chín vị thánh tôn đích thân tới vấn thiên thành, trước mắt còn nghiêm mật truy tra. Đường trưởng môn, thực sự ta chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Ngăn ngắn vài câu, để lộ ra tin tức đã làm cho đường nghi hãi hùng khiếp phía, như hữu đạo ở trong thánh cảnh chọc người không nên chọc, bị diệt khẩu. Sau khi tiêu hóa tin tức, nàng khẽ gật đầu nói. Minh bạch, vậy lần này tiên sinh đến là, xuyên dĩnh hỏi ngược lại, đường trưởng môn, Hiện tại tình cảnh của Thượng Thanh tông ngươi không minh bạch sao? Ngươi hẳn càng rõ ràng hơn ta a. À? Hai nước giao phong, thiên quân vạn mã chém giết, như lôi đình càn quét, như bẻ cành khô. Đao thương không có mắt, mũi tên như mưa to gió lớn, không để ý muôn dân, liệt diễm, sóng lớn nói tới liền tới, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sinh tử vô tình a. À. Vệ quốc đã không còn lực đối kháng, nếu như Đường trưởng môn tiếp tục xuất lĩnh Thượng Thanh tông đi theo mà nói, sợ là sẽ phải chôn cùng. Đường Nghi trầm mặc than thở, thân bất do kỳ, xuyên dĩnh, minh bạch, vốn không muốn dễ dàng tới quấy giày, nhưng biết được tình cảnh của Thượng Thanh Tông đáng lo, nhớ tới Nhiêu Huynh nhờ vả, nên ta mới tới. Đường Nhi thử hỏi, tiên sinh nguyện trợ giúp về quốc một chút sức lực, xuyên dĩnh lắc đầu, đường trưởng môn nói giỡn, có chút quy củ mọi người đều biết, băng tuyết các không thể dễ dàng can dự, huống hồ chi là ta. Ta chỉ là đến khuyên đường trưởng môn một câu, đương nhiên, cũng không phải để đường trưởng môn vong ân phụ nghĩa, chỉ là hy vọng đường trưởng môn minh bạch, thời điểm nên rời đi thì phải rời đi, không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho Thượng Thanh Tông, không thể hành động theo cảm tính. Đường Nhi cười khổ, sự tình trong này phức tạp, không đơn giản như tiên sinh nghĩ. Xuyên Dĩnh, ta không có vô tri như đường trưởng môn nghĩ, vì sao đường trưởng môn thân bất do kỷ, ta có biết một chút, chỉ sợ hiện tại coi như đường trưởng môn muốn xuất lĩnh Thượng Thanh Tông thoát thân, cũng không thể vại nguyệt. Việc quan hệ quân tâm sĩ khí tam đại phái của vệ quốc không thể dễ dàng thả thượng thanh tông rời đi, mà này cũng chính là mục đích ta đến. Đường nhi suy tư, tiên sinh ý là, xuyên dĩnh nói tiếp, cho nên ta mới đi ngang qua gặp mặt đường trưởng môn, mới ở trước mặt trưởng môn tam đại phái của vệ quốc nói đường trưởng môn là hảo hữu của ta. Bây giờ ta cũng coi như có chút thân phận, tam đại phái biết ngươi là hảo hữu của ta, sẽ không dám làm khó dễ quá mức, bằng không coi như chiến bại chạy trốn, cũng phải ước lượng hậu quả ta tìm bọn hắn tính sổ. Đường trưởng môn, một khi đến thời điểm không thể cứu vãn, nên cấp tốc thoát thân. Đường Nhi minh bạch, không khỏi vui vẻ, lập tức chắp tay hành lễ. Tạ ơn tiên sinh giúp đỡ, xuyên dĩnh, không cần cảm ơn ta, này là ta phải làm, nếu ngay cả chút sự tình này cũng không giúp mà nói, kia chính là phụ lòng như huynh giao phó. chương 1787, người này người lòng nghi ngờ thật nặng một. Chỉ là hy vọng đường trưởng môn không nên oán ta, ta cũng là thân bất do kỷ, không thể công khai hoặc âm thầm nhúng tay chiến sự của hai nước, ta có thể làm cũng chỉ như vậy, chỉ có thể là đi ngang qua. Đường nghi gật đầu, minh bạch, tiên sinh có thể làm như vậy, đối với Thượng Thanh Tông ta đã là ân đức lớn lao. Xuyên dĩnh mỉm cười, lại từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài, tinh xảo đặc sắc, chạm trổ cực kỳ tinh mỹ đưa qua. Này là lệnh bài ra vào băng tuyết các, bình thường không thể dùng linh tinh, thực gặp gỡ nguy hiểm khó có thể hóa giải, có thể lấy ra, có lẽ có chút tác dụng sau này có sự tình gì, nếu như gặp phiền phức thực sự cần ta hỗ trợ, cũng có thể cầm lệnh bài này đến băng tuyết các tìm ta. Nếu như ta không có mặt, người có thể tìm phu nhân ta, nàng sẽ nể mặt mũi của ta châm trước. Có lệnh bài này, thủ vệ băng tuyết các sẽ không ngăn cản, phục phụ chúng ta cũng tùy thời hoan nghênh người đến băng tuyết các làm khách. Đường nghi mừng rỡ, lệnh bài này nói là bảo bối cũng không quá đáng, đối với Thượng Thanh Tông mà nói, có lẽ chính là đồ vật cứu mạng ở thời khắc then chốt, nên không chối từ, hai tay lập tức tiếp nhận thành khẩn cảm tạ. Tạ ơn tiên sinh, đường nghi thực không biết nên cảm tạ như thế nào mới tốt. Xuyên dĩnh xua tay, cảm tạ gì đó thì quá khách khí, như huynh giao phó không dám quên, tận hết khả năng mà thôi. Đường trưởng môn, loại địa phương này quá đáng chú ý, ta bất tiện ở lâu, cáo từ. Dứt lời bàn tay lay động, chuông gió vang lên, ly, không chung có một tiếng kêu to sắc bén. Đường nghi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con xích liệp điêu hình thể to lớn từ trên trời giáng xuống, sát mặt đất ngớt đến. Xuyên dĩnh lắc mình nhảy lên, rơi ở trên lưng điêu, sau đó bay lên trời. Tiên sinh bảo trọng, đường nghi hô to một tiếng, nhìn theo thân ảnh đi xa kia. Sau đó xoa xoa lệnh bài trong tay, thật lâu khó có thể tiêu tan, thật không nghĩ tới, thời điểm thượng thanh tông nguy hiểm nhất lại được nguyện vọng của nghiêu hữu đạo trợ giúp. Tống kinh, phủ thừa tướng, tử bình hưu trở về, lúc quản gia Ninh tiếp, cùng đi ở bên cạnh nói nhỏ. Thừa tướng, tiên sinh muốn gặp ngài, nói ngài trở về thì mời tới một chuyến. Ồ! Tử Bình Hưu biết, giả vô quần nhất định là có chuyện gì, bằng không sẽ không để quản gia chờ đợi nhắc nhở, ngay cả quan phục cũng không thay đổi, đi thẳng vào trong. Đến một tiểu viện u tính, nhìn thấy giả vô quần bồi hồi dưới tàn cây, dường như cân nhắc cái gì, lên tiếng chào hỏi. Tiên sinh, giả vô quần quay đầu lại, chắp tay chào, đưa tay mời đối phương vào chỗ, sau đó ngồi ở đối diện. Sau khi ngồi xuống, Tử Bình Hưu hỏi, tiên sinh có việc gì phân phó sao? Giả vô quần đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một phong thư ra hiệu đối phương xem qua lại nói thư vội vã gọi mình đến chính là để mình xem thư thư gì thư của ai trong lòng tử bình hưu nghi hoặc nhưng không vội đường đường thừa tướng một quốc gia một chút tâm tính vẫn phải có chậm rãi mở thư ra kiểm tra giả vô quần thì thong thả mài mực vì đối đáp làm chuẩn bị nội dung trong thư làm cho lông mày tử bình hưu dần dần nhân lại hình như có chút không rõ ánh mắt hạ xuống lại nâng lên nhìn cực kỳ cẩn thận sau khi xem xong lần nữa ánh mắt chăm chú vào chỗ ký tên rõ ràng là ba chữ thương chiêu tông chậm rãi ngẩng đầu hỏi này là thương chiêu tông đưa cho ngươi giả vô quần gật đầu để bút ở trên giấy viết thư đến nghi hoặc tìm tới thư của thương chiêu tông và tống quốc lui tới so sánh chữ viết là thương chiêu tông tự tay viết không sai được cầm giấy xem xong tử bình hưu gật đầu nhưng vẫn chần chờ nói thương chiêu tông mời các nước phái người đi thương lượng sự tình kháng tấn bên triều đình đã định ra nhân tuyển hắn lại lén lút truyền tin cho ngươi, mời ngươi tới, còn muốn tiên sinh bí mật tới, này là ý gì? Giả vô quần lắc đầu, biểu thị không biết, tử bình hưu cân nhắc hỏi, thương chiêu tông mời, tiên sinh ý như thế nào? Giả vô quần để bút viết, giả mỗ không quyền không thế, sau lưng chỉ có thừa tướng, đã mời ta tới, tất là có quan hệ tới thừa tướng, hẳn là có sự tình muốn mật báo cho thừa tướng. Đã làm mật sự, thư lui tới không thích hợp, thân phận thừa tướng bất tiện tới lui bôn ba, đã mời ta, ta không ngại tới xem, thay thừa tướng tìm tòi hư thực. Tử Bình Hưu khẽ gật đầu, nhưng lại lo lắng nói. Mạo muội mời, lo lắng có trò lừa, nếu có ý hại tiên sinh. Giả vô quần, thừa tướng quá lo xa, theo ta suy nghĩ, không có tất yếu mưu hại, nếu thật có mật sự thương lượng, thừa tướng cứ yên tâm an bài là được. Tử Bình Hưu trầm mặc, cẩn thận châm trước một hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi nói. Tiên sinh đã nói an toàn, nói vậy không đáng lo. Được, làm phiền tiên sinh tự mình đi một chuyến. Giả vô quần gật đầu, chậm rãi thả bút trong tay xuống, vuốt sâu trầm ngâm suy tư. Tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên, như hữu đạo khoanh chân ngồi tính tọa lên tiếng nói. Vào đi, quản phương nghi đẩy cửa đi vào, đặt một phần tình báo ở bên cạnh hắn. Bên ngũ lương sơn kia thu thập được tin tức, hầu tử bảo đưa cho ngươi. Mỗi ngày ngũ lương sơn đều sẽ thu được không ít tình báo tin tức, không thể tin tức gì cũng đưa cho nghiêu hữu đạo, ở bề ngoài khi nghiêu hữu đạo còn sống, công tôn bố đều sẽ đúng lúc truyền cho Ngưu Hữu Đạo tin tức trọng yếu. Mà tin tức khác, bình thường hầu tử sẽ tiến hành sắp xếp, cảm thấy hữu dụng mới sẽ truyền đến. Hiện tại sở dĩ mượn tay quản phương nghi đưa tới, là bởi vì nơi này là địa phương của Vân Cơ, trước đây mặc kệ viên cương ở Mao Lư Sơn Trăng hay Tử Kim Động đều không thường tiếp xúc Vân Cơ, luôn chạy qua bên này không thích hợp, sợ làm cho người khác hoài nghi. Ngưu Hữu Đạo cầm tình báo lên, xem qua nhìn nhìn, bỗng nhíu mày nói thầm. Xuyên dính, quản phương nhi đã xem qua tình báo viên cương chuyển đến là tin tức có quan hệ tới đường nhi liền cảm thấy thú vị nhìn chằm chằm thần sắc phản ứng của ngưu hữu đạo thấy thế hỏi có cái gì không đúng sao ngươi và đường nhi đã ly hôn còn không cho nàng tiếp xúc nam nhân khác sao nàng cúi người để sát vào bên tai hắn quỷ dị nói nghe nói xuyên dĩnh này là mỹ nam tử thiên hạ ít có ngưu hữu đạo dương mắt nhìn có xung động đập giấy lên mặt nàng một cái hồng nương a à, hồng nương ta nói đầu óc ngươi từ sáng đến tối trừ nam nữ tình ái, còn có thể nghĩ tới cái khác hay không? Xuyên dĩnh cưới là ai ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn dám sằng bậy sao? Quản phương nghi cười ha ha nói, vậy ngươi nhíu mày lo lắng là vì cái gì? Nghiêu hiểu đạo kỳ quái, ta nhíu mày lo lắng, ừm, um, như vậy nè, quản phương nghi giả vờ giả vịt, học dáng vẻ vừa nãy của hắn. Nghiêu hiểu đạo xem như phục nàng rồi, ta là cảm thấy kỳ quái, chưa từng nghe nói xuyên dĩnh và đường nghi có quan hệ gì, Xuyên Dĩnh đi gặp Đường Nhi làm gì? Xuyên Dĩnh công khai gặp Đường Nhi, sự tình này đã không phải bí mật gì, đệ tử Ngũ Lương Sơn lấy được tin tức coi như tin tức hàng ngày truyền về. Quản Phương nghi, nói không chắc trước đây hai người có nhận thức, người cũng không thể nắm giữ được tình huống Đường Nhi cùng tất cả mọi người lui tới chứ. Nhiêu Hữu đạo lắc đầu, ta cảm thấy Xuyên Dĩnh kia có chút không đúng. Quản Phương nghi, người biết hắn, Nhiêu Hữu đạo gật đầu, ở thánh cảnh từng qua lại, lúc hắn và Tuyết Lạc Nhi ở băng tuyết thánh địa đại hôn, ta còn tới chúc mừng. Vừa thấy mặt, trên tay hắn còn mang theo thư của Lệnh Hồ Thu cho ta, trong thư Lệnh Hồ Thu nói, thời điểm cần thiết có thể tìm Xuyên Dĩnh hỗ trợ. Quản Phương Nghi không rõ, này có cái gì không đúng sao? Theo điều tra, Xuyên Dĩnh đích xác là người của Thiên Địa môn. Mặc kệ trước đây ân oán thế nào, người cũng coi như giúp Lệnh Hồ Thu không ít việc, vừa vặn Xuyên Dĩnh cưới Tuyết Lạc Nhi, thành cháu rể của Tuyết bà bà, ở trong thánh cảnh có thể giúp đỡ bận rộn, Lệnh Hồ Thu có tâm chăm sóc nhờ xuyên dĩnh chăm sóc người một chút, không có gì không đúng, rất bình thường a. À. Chương 1788, người này người lòng nghi ngờ thật nặng hai. Chuyện này cũng chỉ có thể lừa gạt được loại người như ngươi. Ngưu Hữu đạo xì một tiếng, chỉ chỉ con mắt của mình. Ta ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm, có thể sống đến hiện tại, chính là vì mắt không mù, nhìn người nhìn việc có kinh nghiệm của mình, người còn nói bình thường. Rất không bình thường có được hay không? Quản Phương Nghi, ôi, tuổi mới bao lớn, Dám ở trước mặt ta cậy già lên mặt, tới nói xem, từ trong bụng mẹ bắt đầu tính lên, lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm a, à, nhìn xem có thể hạ thấp ta hay không. Ngưu Hữu Đạo a à một tiếng, ta nói hồng nương, gần đây có phải người cùng ta phân cao thấp đến nghiện hay không? Dứt lời liền muốn đứng dậy, quản phương nghi lập tức nhấn vai hắn xuống, không để hắn đứng lên. Chỗ nào không bình thường, ngươi nói, ta không nhìn ra cái gì không bình thường a. À. Ngưu Hữu Đạo, ngươi chỉ nhìn đồ vật không nên nhìn có thể nhìn ra cái gì không bình thường. Sự tình của ta và lệnh hồ thu, người rõ ràng nhất, ta hỏi ngươi, ta và lệnh hồ thu quan hệ thế nào? Quản phương nghi cân nhắc một thoáng, không thể nói là tốt, ở phù phương viên làm căng, sau đó ngươi cực lực bù đắp, hắn có buông lỏng, xem như bình thường đi. Nghiêu hiểu đạo, chỉ hiểu nguyệt các liền có thể làm lệnh hồ thu hắn mặt mày xám xịt, chứ nói chi là thánh cảnh, thánh cảnh là địa phương nào? Mặc kệ ai tiến vào thánh cảnh, cho dù là những người trong môn phái kia tiến vào thánh cảnh, người cho rằng ai cũng dám mang thư vào thánh cảnh. Chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ đi, nghe vậy, dường như là có chút không đúng, quản phương nghi trần chờ nói. Nhưng tình huống của hắn không giống A, à, xuyên dĩnh cưới tuyết lạc nhi, hắn có con đường liên hệ với ngươi, để xuyên dĩnh tiện thể có cái gì không đúng. Nghiêu hữu đạo, vấn đề liền ra ở điểm này, tình huống trong thánh cảnh, người ngoại giới biết cái gì. Ta cũng là tiến vào, tiếp xúc qua mới biết được một chút tình huống, lệnh hồ thu không biết tình huống trong thánh cảnh gì cả liền dám mạo muội sai người hỗ trợ chăm sóc ta quản phương nghi cảm giác đối phương nói đúng cái gì lại cảm thấy không nói đúng cuối cùng cười khổ nói này không phải có xuyên dĩnh sao nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại xuyên dĩnh xuyên dĩnh một người chưa bao giờ tiến vào thánh cảnh nhiều lắm trước đó từ trong miệng tuyết lạc nhi nghe phong thanh qua đối với tình huống trong thánh cảnh lại có thể biết bao nhiêu theo lẽ thường hắn lần đầu tiến vào cũng kinh hoàng cẩn thận trong lòng bản thân còn không chắc chắn, sao dám đáp ứng lệnh hồ thu chăm sóc ta. Hai tay quản phương nghi ôm ở trước ngực, nếu đúng như ngươi nói, thì thật có chút kỳ quái. Nghiêu hữu đạo đứng lên, khoa tay nói, hắn muốn cưới tuyết lạc nhi, nhưng lại chưa từng vào thánh cảnh, hẳn là thấp thỏm khẩn trương. Nếu như hắn và lệnh hồ thu quan hệ thật tốt đến mức độ có thể giao phó, trước khi hắn vào thánh cảnh nhìn thấy lệnh hồ thu, hẳn sẽ biểu đạt nội tâm khẩn trương, mà lệnh hồ thu cũng có thể sẽ lo lắng thay hắn. Theo lẽ thường, coi như có tâm chăm sóc ta cũng phải chờ xuyên dĩnh đi qua một chuyến trong lòng có nắm chắc lại nói có lẽ chính là nguyên nhân này để ta hoài nghi vẻ nhiệt tình của hắn ta cảm giác hắn nhiệt tình là muốn để ta yên tâm cảm giác chính là muốn để ta coi hắn là người mình sau đó thời điểm phu phụ bọn hắn rời thánh cảnh lại cố ý dắt tay nhau tới bái phòng ta hắn y nguyên rất nhiệt tình còn chủ động hỏi ta có muốn mang thư ra hay không lúc đó liền làm ta suy nghĩ bằng hiểu biết của ta đối với lệnh hồ thu nhiều năm như thế lệnh hồ thu cơ bản không chủ động liên hệ ta hại ta có chút hoài nghi phong thư kia có phải cũng là hắn chủ động bắt lệnh hồ thu viết hay không quản phương nghi đã như vậy không ngại hỏi lệnh hồ thu xác định một chút như hữu đạo lắc đầu chính bởi vì cảm thấy không đúng nên không thể mạo muội hỏi lệnh hồ thu không biết bọn hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nên cẩn thận vạn nhất có trò gì cũng có thể tránh đánh rắn động cỏ đặc biệt là tình huống hiện tại của ta ta có thể hỏi sao các ngươi cũng không thể hỏi, bằng không làm sao các ngươi biết tình huống bên trong? quản phương nghi trần chờ nói, thật giống như có chút vấn đề, nhưng ta không nghe ra có thể có vấn đề gì a? À? như hữu đạo than thở, này cũng là địa phương ta buồn bực, thật có vấn đề mà nói, hắn làm như vậy là vì cái gì? không có động cơ, làm ta nghĩ mãi mà không rõ, thậm chí có chút hoài nghi có phải mình nghĩ nhiều hay không? cúi đầu nhìn tình báo trong tay, hiện tại hắn lại tiếp xúc đường nghi, có quan hệ tới ta sao? Nếu như có quan hệ tới ta, ta đã chết rồi, hắn còn tiếp xúc đường nghi làm gì? Quản phương nghi bỗng nhiên nói, lòng nghi ngờ của ngươi thật nặng, nghiêu hữu đạo không để ý tới nàng trào phúng, dường như làm ra quyết định gì. Sự tình này luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nghĩ biện pháp, giúp ta hỏi thăm gia hắn và đường nghi tiếp xúc nói chuyện gì, nắm giữ nhiều chút tình huống, có lẽ ta có thể cân nhắc ra cái gì. Quản phương nghi mở hai tay ra, làm sao hỏi thăm, hai người lén lút nói chuyện, là hỏi xuyên dính, hay hỏi đường nghi, người nói cho ta xem. Đúng là có chút khó khăn, như hữu đạo nói, bảo hầu tử qua một chuyến, hắn sẽ có biện pháp xử lý. Thiết, quản phương nghi khinh thường xì một tiếng, ghét nhất là trong lời nói của hắn lộ ra hầu tử mạnh hơn nàng, rất khó chịu xoay người rời đi. Như hữu đạo cũng đi ra ngoài, chỉ thấy vân cơ vẫn đứng ở bên cửa sổ. Không bao lâu, vân cơ quay đầu lại nhắc nhở một tiếng. Hầu tử đến rồi, cửa mở, viên cương đi tới trước mặt như hữu đạo, đứng thẳng tắp, không nói lời nào nghiêu hữu đạo chỉ chỉ tình báo trên tay ngươi xem qua cái này chưa viên cương nhìn qua nội dung xem qua là ta giao cho hồng nương có vấn đề gì sao nghiêu hữu đạo ta muốn biết nội dung bọn hắn nói chuyện viên cương không dễ xử lý nghiêu hữu đạo liên hệ triệu hùng ca hắn và người thượng thanh tông trong bóng tối vẫn có liên hệ hắn đã mở miệng người liên hệ với hắn sẽ đi tìm hiểu viên cương được đúng lúc này quản phương nghi lại bước nhanh đi vào Ngưu Hữu Đạo không biết ý thức được cái gì, cau mày. Quản Phương Nhi tiến lên, thông báo nói, bên vương gia phái người đến nói, ẩn tướng Tống Quốc đến rồi. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, "Được, ngươi đi chuẩn bị đi." Quản Phương Nhi xoay người rời đi, chuẩn bị cho Ngưu Hữu Đạo ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn Viên Cương nói, "Chuẩn bị một phần tư liệu tỉ mỉ, có quan hệ tới Thiệu Bình Ba." Viên Cương, muốn tỉ mỉ đến mức nào? Liên lụy tới sự tình của ngươi cũng ghi vào sao? Ngưu Hữu Đạo, càng tỉ mỉ càng tốt, ta đã chết rồi, liên lụy tới ta cũng không quan hệ, trừ những cái cơ mật nhất. Minh Bạch, viên cương xoay người rời đi, Ngưu Hữu đạo quay đầu lại nhìn Vân Cơ, bọn hắn luôn chạy tới nơi này không thích hợp, ta muốn một địa đạo. Vân Cơ không hé răng, chính là đáp ứng, sự tình địa đạo đối với nàng không tính là cái gì, chỉ cần điều phối tốt nhân viên, lúc đào không bị nhận ra động tĩnh là được. Này không cần nàng bận tâm, Ngưu Hữu đạo mở miệng, phương diện khác tự nhiên sẽ có người đi an bài phối hợp sự tình địa đạo sau này lại nói, hiện tại phải cùng như hữu đạo ra ngoài một chuyến. Quản phương nghi nhìn hai người rời đi xì một tiếng bất mãn, trước đây đều là nàng theo nhưu hữu đạo xuất hành, hiện tại đổi thành vân cơ, nàng cảm giác có chút khó chịu. Thế nhưng không có biện pháp, bây giờ như hữu đạo là tùy tùng của vân cơ, hắn đi đâu cũng phải mang theo vân cơ, đi theo sau lưng vân cơ. Phủ thứ sử Nam Châu và Vương Phủ là một thể, công sự ở trước, nơi ở phía sau. Nghị sự đường của phủ thứ sử, Tần Quốc, Hàn Quốc, Tống Quốc đều phái người đến, tu sĩ các quốc gia và đại quan trong triều đều có, thương chiêu tông thân là chủ nhân chủ trì thương lượng. Còn bên triều đình Yên Quốc, thương chiêu tông căn bản không thông báo, nói rõ hắn đại biểu triều đình Yên Quốc. chương 1789, cho hắn một vùng biển, lại cho hắn một cái thuyền. Tân, Hàn, Tống đối với cái này cũng không có ý kiến, đã có thể phái người đến nơi hẹn, liền nói rõ chấp nhận thực lực và lực ảnh hưởng của thương chiêu tông có thể đại biểu Yên Quốc tất cả đều không muốn tấn quốc chiếm đoạt vệ, tề lớn mạnh là khẳng định, nhưng thật muốn nói tới trả giá thực tế, lại bắt đầu cái cọ, ai cũng không muốn ăn thiệt thòi. Thời điểm một đám người dựa vào lý lẽ biện luận, thường chiêu tông không lên tiếng, Lam Nhược Đình ngược lại nói đến miệng khô lưỡi khô. Bên sứ đoàn tống quốc, giả vô quần hộ tống đến đây tính tỏa ở phía sau, thờ ơ lạnh nhạt, không kêu tiếng nào, hắn cũng không thốt ra thanh âm được. Trừ tu sĩ dẫn đầu sứ đoàn tống quốc, người bên tần, hàn đều không biết giả vô quần cũng tới, ngay cả người khác trong sứ đoàn Tống Quốc cũng không biết. Phần lớn thời gian giả vô quần đều quan tâm lời nói của Thương Chiêu Tông, sau khi đại biểu các nước ẩm ý lên, càng chú ý tới phản ứng của Thương Chiêu Tông. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn lưu tâm đến một hộ vệ phía sau Thương Chiêu Tông dường như luôn đánh giá hắn, chỉ không biết là ai, dường như chưa từng nghe nói bên người Thương Chiêu Tông có người này, chuẩn bị quay đầu lại tìm hiểu một thoáng. Người kia không phải ai khác, chính là Nghiêu Hữu Đạo, nghiêu hữu đạo đối với thương lượng căn bản không cảm thấy hứng thú này vốn là hắn thu ý thương chiêu tông an bài cũng không dự định đàm ra kết quả gì thế cục không bước đến trình độ nhất định đừng hòng những người này vứt bỏ tư tâm đồng tâm hiệp lực thật có dễ dàng như vậy mà nói cũng không cần chờ tới hôm nay mới ngồi xuống hắn chân chính cảm thấy hứng thú là giả vô quần tất cả làm nên chỉ vì dụ giả vô quần đến mà thôi cũng là vì che giấu bên này gặp mặt giả vô quần đàm phán nửa ngày không đàm phán ra kết quả gì ngược lại là tới gần thời gian dùng cơm thương chiêu tông đứng dậy đánh nhịp hôm nay tạm nghỉ thiết yến khoản đãi sứ thần thời điểm mọi người tản đi nhiều hữu đạo nhân cơ hội đến bên người giả vô quần thấp giọng nói vương ra cho mời giả vô quần khẽ gật đầu ra nghị sự đường giả vô quần bắt chuyện với tu sĩ dẫn đầu ở dưới đối phương yểm hộ một mình rời đi trước khi tu sĩ này đến bên tử bình hưu đã thông báo qua giả vô quần tự có người tiếp ứng mang đến một chỗ yên lặng thương chiêu tông đi tới chỉ dẫn theo hai người vân cơ và ngưu hữu đạo giả vô quần chắp tay hành lễ chỉ có thể làm động tác miệng không thể nói thương chiêu tông chỉ chỉ trên mặt mình giả vô quần khẽ mỉm cười nhấc tay kéo xuống ngụy trang lộ ra chân dung một trung niên da rẻ trắng nõn hai mắt có thần thần thái bình tĩnh tướng mạo nhìn như phổ thông nhưng trên người mơ hồ lộ ra một cổ khí chất xuất trần làm phiền tiên sinh bôn ba chạy đến tiên sinh cực khổ rồi thương chiêu tông cười đưa tay mời ngồi giả vô quần lại lần nữa chắp tay cảm ơn cùng ngồi xuống như hữu đạo thì giống như hạ nhân hai tay dâng một bộ văn phòng tứ bảo bày ở trước mặt giả vô quần cũng tự mình ở bên cạnh mài mực đồng thời chú ý phản ứng của giả vô quần ánh mắt giả vô quần rơi vào trên giấy ánh mắt ngưng lại trong lòng có thể nói chấn kinh ánh mắt chậm chạp khó có thể rời khỏi kiểu giấy quả thực không khác loại giấy hắn dùng hàng ngày ánh mắt lại rơi vào trên bút trên giá bút và nghiên mực dáng vẻ cũng như đúc. Không nhịn được đưa tay cầm bút, phát hiện rất quen tay, dường như giống như đúc, đoán chừng đặt ở trong nhà hắn mà nói, có thể lấy giả đánh cháo, ngay cả hắn cũng nhận không ra thật giả. Từ chuyện này có thể thấy, đối phương nắm giữ tình huống của mình có thể tưởng tượng được, dường như không có bí mật gì để nói, trong lòng hắn chấn kinh là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Hắn phản ứng, như hữu đạo nhìn thấy, mỉm cười, vì những đồ vật này, hắn tốn không ít tâm tư. Vì chút đồ vật này, hắn không tiếc dùng chút thủ đoạn, để tử phù cảm thấy văn phòng tứ bảo của giả vô quần đã cũ, nên thay đổi, thay cho giả vô quần bộ mới. Còn bộ cũ thì bị hắn tiếp nhận, sau đó chuyển đồ vật từ xa đến, có thể không tương tự y như thật sao. Vương gia đặc biệt vì tiên sinh chế tạo văn cụ, tiên sinh dùng có cảm thấy tiện tay không? Nghiêu hữu đạo ở bên cạnh hỏi, hô hấp của giả vô quần có chút nghiêm nghị, bút trong tay nhẹ, nhưng tâm tình trầm trọng trước nay chưa từng có, cảm giác lần này đến, bản thân như trần trụi đứng ở trước mặt đối phương không hề có bí mật đáng nói bộ văn cụ này như thế nào trong lòng thương chiêu tông kỳ quái nhìn ra giả vô quần đối mặt bộ văn cụ này phản ứng không bình thường sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt không còn sót lại chút gì thương chiêu tông không rõ ràng được chuyện gì xảy ra không biết nghiêu hữu đạo làm cái quỷ gì không biết vì sao ra sức nhằm vào vị này lại càng không biết bộ văn cụ trước mắt cho giả vô quần bao nhiêu áp lực đương nhiên hắn biết nghiêu hữu đạo làm như vậy tất có nguyên nhân giả vô quần bình phục tâm tình để bút chấm mực viết xuống vài chữ tiện tay đẩy cho thương chiêu tông xem vương gia có tâm rồi sau đó lại viết vương gia cho gọi không biết có gì phân phó như hữu đạo đứng ở bên hắn nhìn thương chiêu tông khẽ gật đầu thương chiêu tông cười nói tự nhiên là vì sự tình liên thủ kháng tấn giả vô quần lại viết hôm nay vương gia gọi các nước tới nghị sự tựa như chỉ vì xem náo nhiệt không có tâm quyết nghị ngược lại dụng tâm với giả mỗ như vậy vương gia có chuyện không ngại nói thẳng thương chiêu tông xem xong, cười ha ha đứng lên. Giả tiên sinh, sứ giả các nước hẳn đã tới nơi yến tịch, bản vương còn phải đi phụng bồi. Vương khiếu, chiêu đãi tiên sinh chu đáo. Vâng, nghiêu hữu đạo chắp tay lĩnh mệnh, thương chiêu tông xoay người nhanh chân rời đi, giả vô quần nhíu mày đứng lên, không thể nói chuyện chính là phiền phức, muốn gọi cũng không thể phát ra tiếng. Nghiêu hữu đạo quay đầu lại nhìn giả vô quần đưa tay ra hiệu. Giả tiên sinh, mời ngồi. Giả vô quần căn bản chướng mắt hắn, phẩy tay áo bỏ đi, ai biết thân hình vân cơ lóe lên, ngăn cản đường đi của hắn. Giả vô quần dừng bước, mắt lạnh lẽo nhìn hai người. Nghiêu hữu đảo, triệu diệt, thế cân bằng của thiên hạ đã phá. Tây Tam Quốc ác chiến, vô lực quan tâm phía đông, tân tần cuốn vào, tự lo không xong. Nếu như tấn thắng, vệ, tề vong, qua một đoạn thời gian, tấn tất xuất quan, vùng binh đông tiến, tiến có thể công, lui có thể thủ, bốn nước phía đông tất kéo dài rung động. Nếu như tấn đánh lâu không thắng, thì vô lực đông trinh, tấn, vệ, tề vô lực quan tâm phía đông, thì nhược tần át gặp yên, hàn mơ ước, thịt mỡ đặt ở bên mép, sao có thể lỡ mất. Nhưng tống ở phía sau hai nước, tất liên thủ nhất tuyệt hậu hoạn. Bất luận tấn thắng hay thua, hiện tượng thiên hạ đại loạn đã hiện ra, các phương xúc thế đã lâu, mắt nhìn chằm chằm, ngô công lính cũng không phải minh chủ, tống khó lâu dài, tất phong. Ngô công lính chính là hạng người đầu cơ trục lợi, tất không ở trong mắt tiên sinh. Thiên hạ quy ai khó liệu, tiên sinh nên sớm làm quyết đoán. Ánh mắt giả vô quần lấp lóe, cuối cùng chậm rãi đi trở về ngồi xuống để bút viết. Vương gia cho mời, chỉ vì người ta luận thiên hạ đại thế sao? như Hữu Đảo, không, Vương gia chỉ muốn nhờ tiên sinh giúp một việc. Giả vô quần, chẳng lẽ là muốn ta cổ động thừa tướng trợ giúp Vương gia chiếm đoạt tống quốc? như Hữu Đảo chỉ là một tử bình hưu, Vương gia còn không để ở trong mắt, thời cơ chiếm đoạt tống quốc cũng chưa đến. Giả vô quần, giả mỗ trừ chút giá trị lợi dụng như vậy thực khó nghĩ ra còn có nơi nào có thể giúp đỡ vương gia. Nghiêu hữu đạo, tiên sinh không cần tự ti, cũng không cần sốt ruột về tống. Trong vòng 3 ngày, vương gia sẽ cung cấp một phần tư liệu cho tiên sinh quan sát, tiên sinh xem xong tự rõ. Giả vô quần còn muốn để bút ghi tiếp, nhưng nghiêu hữu đạo đưa tay nhấn lại tay đối phương. chương 1790, phong vân sắp tới, sớm làm quyết đoán một. Tiên sinh, tiệc tối của vương gia đã bắt đầu rồi, chúng ta đi dự tiệc thôi nhưng giả vô quần đưa tay chỉ như hữu đạo như hữu đạo không rõ giả vô quần đẩy tay hắn ra tiếp tục vung bút viết xuống ngươi là người phương nào như hữu đạo vương khiếu như tiên sinh với thừa tướng thế nhân biết tiên sinh nhưng không biết ta ánh mắt giả vô quần ngơ ngác đối phương vẫn ở sau lưng thương chiêu tông chỉ là so với hắn càng điệu thấp tiệc tối bắt đầu rồi tiên sinh xin mời như hữu đạo lại lần nữa đưa tay mời đối phương không muốn nhiều lời giả vô quần biết hỏi không ra cái gì chậm rãi để bút xuống đứng dậy rời đi. Được đưa đến phòng yến tịch, lại lặng yên ngồi ở sau sứ đoàn Tống Quốc, không gây ai chú ý, nhưng thời điểm ăn uống, nỗi lòng nổi sóng chập trùng, hỗ trợ. Để bản thân hỗ trợ cái gì, lại không phải mơ ước Tống Quốc, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đầu mối. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đợi, ngược lại muốn nhìn xem đối phương muốn để mình xem cái gì. Tiệc tối kết thúc, hắn căn dặn người sứ đoàn hỗ trợ cha xem vương khiếu, đạt được kết quả là người Mao Lư Sơn Trang, tình huống cụ thể tạm thời không rõ. Người Mao Lư Sơn Trang, giả vô quần thầm cân nhắc, sau đó hai ngày, hắn có thể nói nhàm chán muốn chết, ban ngày đi hợp bàn, xem một đám người tranh luận sự tình kháng tấn. Hai ngày sau, viên cương cầm một sấp văn kiện tiến vào tính thất tu luyện của Ngưu Hữu Đạo, chuẩn bị tốt đồ vật mà Ngưu Hữu Đạo muốn. Ngưu Hữu Đạo chỉ qua loa nhìn một chút, liền đưa lại. Nghĩ biện pháp sao cho giả vô quần, đừng để người nhìn thấy. Viên cương nhận văn kiện, nhắc nhở trong này liên lụy tới quá nhiều sự tình của ngươi và thiệu bình ba, còn tỉ mỉ như vậy, cho hắn xem, có thể hoài nghi đến ngươi còn sống hay không. Nghiêu hữu đảo, lo xa rồi, sự tình của ta và thiệu bình ba, bên Nam Châu biết không phải rất bình thường sao, huống hồ còn có người của Mao Lư Sơn Trang ở đây, có thể cung cấp nội tình không hiếm lạ. Viên Cương, cũng chính là nói, hắn đáp ứng hiệu lực cho ngươi. Nghiêu hữu đảo, không có, viên Cương kinh ngạc, hắn không đáp ứng, ngươi liền cho hắn xem. Nghiêu hữu đảo, Loại người này, không thuyết phục được, ta cũng không tất yếu hao hết miệng lưỡi đi thuyết phục, hắn sẽ có cân nhắc của mình, để chính hắn lựa chọn là được. Cho hắn một vùng biển, lại cấp hắn một cái thuyền, sự tình sau đó. Hắn lên thuyền liền không có sau đó, đi đi, ở trên địa bàn của mình, đưa đồ vật cho giả vô quần tự nhiên không phải vấn đề gì. Giả vô quần thu được, không biết là đồ vật gì, vừa mở ra nhìn, tâm tư cả người cấp tốc tiến vào, lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu. Đợi đến tỉnh hồn lại, phát hiện trời đã tối, thiệu bình ba ánh đèn dập dần, giả vô quần bồi hồi ở trong phòng. đối với nội dung trong văn kiệt, sau khi xem xong hắn cảm khái rất nhiều. vậy mà có quan hệ đến thiệu bình ba, có chút tin tức bình thường là rất khó thu được. xem xong tin tức đương sự cung cấp mới biết lúc trước ngưu hữu đạo và thiệu bình ba giao phong bắc châu là làm sao đổi chủ, lại làm sao ở trong truy sát chạy thoát. thiệu bình ba ở tề kinh, ngay cả Hạo vân đồ tham dự động thủ cũng bị thiệu bình ba trốn thoát. Cũng là bây giờ mới biết tỷ đệ huyền vi nội đấu, trung khu thông tin của quân tề bị công phá, hoàng thất tề quốc trúng độc, thái thúc hoan nhi ủy thân trần trường công, tây môn tình không trúng độc. Đều là thiệu bình ba ở trong bóng tối điều khiển, giả vô quần thật rất cảm khái lực phá hoại của thiệu bình ba này, thủ đoạn có thể nói độc ác. Mà nghiêu hữu đạo kia hiển nhiên cũng không phải ngồi không, người như thiệu bình ba cũng bị nghiêu hữu đạo làm cho bỏ bắc châu mà chạy, bị làm cho không thể không trường kỳ ngủ đông, từ điểm này có thể thấy lốm đốm còn có đệ tử quỷ y kia, vậy mà là tình lang lúc trước của thiệu liễu nhi, muội muội của thiệu bình ba, gặp độc thủ của thiệu bình ba chưa chết lại thành đệ tử quỷ y, hiện tại người ở tề kinh, nhưng bên người rất sớm đã bị nghiêu hữu đạo xếp vào tai mắt của mình. Hai người này đấu pháp cực kỳ đặc sắc, từ trước tới nay một mất một còn, làm giả vô quần nhìn mà than thở, phát hiện hai người quả thực là đối thủ một mất một còn. Mà bây giờ nghiêu hữu đạo chết rồi, giả vô quần có cảm giác muốn hỏi thiệu bình ba một chút, người có tịch mịnh hay không? càng làm giả vô quần kỳ quái là bên thương chiêu tông ngay cả sự tình như hữu đạo ở bên người đệ tử quỷ y xếp vào tai mắt cũng nói cho hắn khó hiểu này hết thảy đều không có quan hệ gì tới tống quốc thương chiêu tông cung cấp những tin tức này đến tột cùng muốn mình làm gì bồi hồi suy tư một lúc lâu dừng bước ở bên bàn tay nhẹ nhàng gõ bàn cuối cùng hơi dùng sức dường như làm ra quyết định đi tới trước cửa sổ hai tay đẩy cửa sổ ra chuyển một chậu hoa đặt ở trên bệ cửa sổ hắn lại ở trước cửa sổ bồi hồi chờ đợi đợi ước chừng nửa canh giờ có người đến dẫn hắn rời đi đưa lên một chiếc xe ngựa xe ngựa cuối cùng tiến vào một nhà dân hẻo lánh trong cửa sổ nhà dân đèn đốt sáng trưng chui ra xe ngựa nhìn chung quanh một lần phu xe đưa tay ra hiệu hắn tiến vào nhảy xuống xe ngựa chậm rãi đi tới cửa tay đẩy một cái cửa tự mở chỉ thấy trong phòng ngồi một người chính là vương khiếu mà trên bàn đã dọn xong văn cụ hắn quen sử dụng hơn nữa có hương mực ngay cả mực cũng giúp hắn mài tốt rồi Nghiêu hữu đạo đứng dậy, đưa tay nói, tiên sinh đến rồi, mời ngồi. Giả vô quần tiện tay đóng cửa, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nghiêu hữu đạo châm trà cho hắn, giả vô quần quan sát động tác của hắn, trước tiên cầm bút chấm mực viết, trước đây bên người vương gia không có ngươi, trước đây Mao lư sơn trang cũng không có ngươi, thủ hạ của vân cơ có thể đại biểu vương gia. Nhìn một chút, nghiêu hữu đạo mỉm cười, ra hiệu mời dùng trà. Theo vân cơ chỉ là che giấu, ta vốn là người bên cạnh ninh vương, sau khi vương gia từ yên kinh thoát vây, ta vẫn tiềm ẩn ở bên người vương gia, lần này như hữu đạo gặp nạn, người mau lư sơn trang rắn mất đầu, vương gia lệnh ta ở trong bóng tối can dự dẫn dắt, để tránh người mau lư sơn trang mất khống chế. Là như vậy, giả vô quần cân nhắc một thoáng, rút ra văn kiện ở trong tay áo, đẩy lên trước mặt đối phương, cầm bút viết, để ta quan sát vật này, không biết ý gì. Như hữu đạo cầm đồ vật, ở trên tay tùy tiện lật một chút, hỏi. Đều xem qua, giả vô quần gật đầu, ba hai tay nghiêu hữu đạo nhẹ khép văn kiện hóa thành cho bụi trôi qua một bên như vậy không khác nào hiển lộ thân phận bản thân là tu sĩ giả vô quần hít mắt nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo tiên sinh đã xem qua nội dung trong này thì nên biết tấn quốc hạ quyết tâm toàn lực tấn công vệ quốc tất nhiên là bởi vì có nắm chắc vì sao có nắm chắc bởi vì có vệ tề nội loạn làm nên như vậy đáp án hiển nhiên là thiệu bình ba thúc đẩy bây giờ thế cục ở chiến trường phía tây vệ quốc đã vô lực cơ bản chỉ còn tề quốc chống lại quân tấn. Trên chiến trường Giao Phong, Hồ Diên Vô Hận và Tấn Quốc không phải lần thứ nhất giao thủ, nhiều lần đánh bại quân tấn, lần trước cao phẩm thất bại, suýt chút nữa mất mạng ở trong tay Hồ Diên Vô Hận, năng lực của Hồ Diên Vô Hận có thể thấy được chút ít. Tề quốc có Hồ Diên Vô Hận, chiến sự e là trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng Minh Đao Minh Thương không đáng sợ, sợ là sợ có người ở sau lưng làm loạn. Văn kiện này, tiên sinh xem qua, nên biết thủ đoạn của Thiệu Bình Ba. Việc đã đến nước này, thiệu bình ba tất không cam lòng thất bại, lấy thiệu bình ba đối nhân xử thế, sẽ ra tay can dự. Giả vô quần viết, có quan hệ gì tới ta? Nghiêu hữu đảo, tìm chút phiền phức cho thiệu bình ba, để hắn phân tâm khỏi thế cục chiến trường, tự lo không xong. chương 1791, phong vân sắp tới, sớm làm quyết đoán. 2. Ngón tay giả vô quần gõ gõ giấy, ý tứ rất rõ ràng, vẫn là câu nói kia, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nghiêu hữu đảo, vương ra ý tứ là Thái Thúc Hoan Nhi, vương gia hy vọng Thái Thúc Hoan Nhi gả cho Thiệu Bình Ba. Giả vô quần xứng sờ, không khó lý giải dụng ý trong đó, Thiệu Bình Ba hiến kế làm hại Thái Thúc Hoan Nhi ủy thân cho Trần Trường Công, bây giờ Trần Trường Công chết rồi, bên này muốn để Thái Thúc Hoan Nhi gả cho Thiệu Bình Ba, này không phải muốn Thiệu Bình Ba nâng tảng đá lên nện vào chân mình, cố ý buồn nôn chết Thiệu Bình Ba sao. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thần sắc có chút co giật, biểu cảm lộ ra rất đặc sắc, cầm bút viết, không nghĩ tới vương gia lại có hứng thú ác như vậy nghiêu hữu đạo tình huống tương quan của thiệu bình ba tất cả đã lấy ra giao cho tiên sinh bằng năng lực của tiên sinh này chỉ là chuyện nhỏ đương nhiên nếu như tiên sinh nguyện ý triệt để giải quyết thiệu bình ba mà nói Vương ra càng không ý kiến bất quá tiên sinh khẳng định không muốn dây dưa quá sâu vào sự tình này cho nên chúng ta không dám mong đợi giả vô quần gọi ta đến là để ta giúp sự tình này nghiêu hữu đạo gật đầu không sai chỉ sự tình này giả vô quần vương gia tự mình làm sự tình này là được, vì sao phải tìm ta? Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, Ngô Công Lĩnh, vương gia không để ở trong mắt, Tử Bình Hưu, vương gia càng không để vào mắt, ngược lại tiên sinh, vương gia rất yêu thích, Tống Quốc, vương gia sớm muộn gì cũng lấy, cũng sẽ thành vật trong túi của vương gia. Giả vô quần, nói khoác không biết ngược, vương gia rùa rụt cổ ở một góc nhỏ của Nam Châu, ngay cả Yên Quốc cũng không thể điều động, lại dám nói Tống Quốc là vật trong túi. Ngưu Hữu Đạo, tiềm long tại huyên, Tiên sinh coi thường vương gia rồi, triều đình Yên Quốc chỉ là trang trí, vương gia muốn lấy, tùy thời có thể chiếm được. Nói những cái này không có ý nghĩa, không ngại nói thẳng, quan viên các nơi Yên Quốc, chỉ cần là người của Thương Kiến Hùng, tiên sinh xem cái nào không vừa mắt, dù cho rất nổi danh, vương gia cũng lập tức thay đổi cho ngươi. Lời ấy ngược lại làm Giả Vô Quần ngẩn ra, trong mắt có thần sắc kinh nghi bất định, nếu nói là giả, tự tin trong ngôn ngữ của đối phương không giống như nói dối. Giả Vô Quần không dây dưa, lại viết, vương gia yêu ái, giả mỗ chân thành ghi nhớ, nhưng thân phận của giả mỗ không thể làm sự tình này, thứ khó tỏng mệnh. Nghiêu hữu đạo, tiên sinh khó xử, vương gia lý giải, tiên sinh liên lụy tới thừa tướng, sự tình này cũng liền liên lụy tới tống quốc. Bất quá mới vừa nói, vương gia sẽ không để ngô công lĩnh và tử bình hưu ở trong mắt, bọn hắn tham dự hay không, vương gia không để ý, vương gia quan tâm là tiên sinh có đi làm hay không. Nếu như tiên sinh nguyện ý, chỉ cần bản thân đi làm là được còn phương diện nhân thủ hộ vệ, vương gia sẽ phái cao thủ bảo hộ, nhất định bảo đảm tiên sinh an toàn. Còn có thể liên lụy đến Tống Quốc hay không, vậy phải nhìn bản sự của tiên sinh. Giả vô quần cầm bút, nhưng nhiều hữu đạo nhấc tay đình chỉ. Tốt rồi, tiên sinh, vương gia sẽ không để người khác khó chịu, tiên sinh không cần vội vã đáp ứng. Hiện tại tiên sinh muốn về Tống Quốc cũng được, trời sáng lại đi cũng được, quyết định như thế nào, tiên sinh có thể trước tiên trở về Tống Quốc hảo hảo suy nghĩ. Người trở về, không có lo lắng khác, mới có thể an tâm cân nhắc. Vương gia có kiên trì chờ tiên sinh trả lời, bất quá. Tốt nhất là ở trước khi chiến sự phía Tây xuất hiện kết quả vương gia không muốn nhìn thấy, muộn, liền không còn ý nghĩa. Giả vô quần kinh ngạc, lại thả hắn trở về. Nếu thật như vậy mà nói, quyền chủ động có đáp ứng hay không hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Như hữu đạo đứng dậy, đưa tay tiến khách, tiên sinh tự mình đi ra ngoài, xe ngựa sẽ đưa tiên sinh an toàn phản hồi. Giả vô quần trầm mặc, bỗng nhiên cầm bút viết xuống hai chữ đậu hải. Để bút xuống, giả vô quần đứng dậy rời đi. Đậu hải, như hữu đạo nhíu mày, danh tự này rất quen mắt, sau đó phản ứng lại, phương châu thứ sử, chính là đại thần tâm phúc của thương kiến hùng, cấp bậc không thấp. Hắn minh bạch khẽ mỉm cười, cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trang giấy nói. Tiên sinh, thiên hạ phong vân sắp tới, từ phủ sớm muộn gì cũng sẽ bị lan đến, người lại có thể tiềm ẩn đến khi nào. Khi tử phủ không thể không đối mặt, đến đây là hết lời, mong tiên sinh sớm quyết đoán. Tay giả vô quần đang mở chốt cửa hơi ngừng, nhưng đầu nghe xong khuyến cáo, sau đó mở cửa đi ra, đi thẳng đến xe ngựa, đỡ xe nhảy lên, chui vào trong thùng xe. Phu xe cũng leo lên ngồi trên càng xe, thét to hai tiếng, kéo xe ngựa rời đi. Một đường sóc này, giả vô quần ngồi ở trong xe ngựa trầm mặc không nói. Trong phòng, như hữu đạo nhìn chầm chầm trang giấy, chậm rãi nghiêng đầu xem bóng đêm ngoài cửa sổ, bỗng nhiên tay áo quét qua, đèn tắt, tất cả trang giấy đều tan nát theo gió một bóng đen từ trong nhà nhảy ra lướt về phía bóng đêm mịt mờ khi nghiêu hữu đạo hiện thân đã cùng vân cơ chạm mặt tựa như tùy tùng theo vân cơ trở lại điểm dừng chân quản phương nghi đang chờ nhìn thấy hai người trở về lập tức đón lấy cười nói vân tỉ tỉ trở về nhưng ánh mắt liếc liếc nghiêu hữu đạo ở phía sau vân cơ gật đầu đi vào nghiêu hữu đạo ở phía sau thấp giọng nói để hầu từ tới gặp ta quản phương nghi dừng bước sau đó đổi đường khác đi. Hai người ra ngoài vừa về tới trong phòng, như hữu đạo lập tức chui vào phòng tu luyện, lặng im chờ đợi. Không bao lâu, viên cương đến, đẩy cửa đi vào, đứng ở trước mặt như hữu đạo. Như hữu đạo bình tĩnh nói, truyền tin tức cho Cao Kiến Thành, phương châu thứ sử đậu hải, ta mặc kệ hắn nghĩ biện pháp gì, nói chung trong vòng ba ngày, để đậu hải cút khỏi vị trí phương châu thứ sử. Viên cương, còn nữa không, như hữu đạo, không, đã rõ. Viên cương lập tức xoay người rời đi. Giả vô quần cũng không vội vã rời Nam Châu, xác thực nói là không muốn bị Nghiêu Hữu Đạo nắm mũi dẫn đi. Nghiêu Hữu Đạo đột nhiên để hắn rời đi, hắn liền muốn rời đi. Không, hắn theo bản năng hoài nghi trong đó có phải có vấn đề gì hay không, nên không theo nhịp điệu của đối phương. Lưu lại, quan sát có đầu mối dị thường gì không. Không đi tham dự bàn bạc vô dụng kia, cũng không lo lắng vấn đề an toàn, một người mang một tùy tùng, bắt đầu ở trong phủ thành Nam Châu tản bộ, hoặc phối hợp vật cưỡi, ra khỏi phủ thành ở thôn trấn bốn phía kiểm tra, cho người ta một loại cảm giác du sơn ngoạn thủy. Mà trên thực tế là phỏng vấn dân tình, trọng điểm là quan sát nhiều hữu đạo chết rồi, thương chiêu tông thi chính có thay đổi hay không, thi chính phải trang thông suốt, phải trang bị thế lực tu hành ảnh hưởng. Mặt khác, hắn đã đưa tin tử Bình Hưu, để tử Bình Hưu siêu tập tình huống có quan hệ đến thế lực thương hệ. Loại người như hắn sẽ không tùy tiện làm ra quyết đoán gì, cũng sẽ không tùy ý bị người nắm mũi dẫn đi, có quyết đoán nhất định sẽ nắm giữ được tình huống sau này. Hắn vốn là đối tượng Ngưu Hữu Đạo trọng điểm quan tâm, hành tung của hắn tự nhiên không gạt được con mắt của Ngưu Hữu Đạo. Tình huống giám thị được tới tay, quản phương nhi sẽ đưa đến trong tay Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lật xem, quản phương nhi ở bên cạnh nói thầm. Người bảo hắn trở về, hắn căn bản không có ý tứ trở về, không chỉ không về, ngay cả bàn bạc bà cũng không tham dự, trái lại cả ngày du sơn ngoạn thủy ăn ăn uống uống, nói rõ không coi lời ngươi nói là chuyện to tát, ta thấy sợ là ngươi tính sai rồi. Ngưu Hữu Đạo nhìn tình báo trong tay mỉm cười, có vài người đến bờ biển, sẽ không phải thuyền nào cũng lên, người ta không có hứng thú ở trên bờ biển đi vài vòng du ngoạn, chỉ là trước tiên kiểm tra tình huống thuyền thế nào, phải chăng thích hợp đi xa. Người này quả nhiên có chút ý tứ, quản phương nghi, cái quỷ gì a, à? gia hỏa này ngày ngày ăn ăn uống uống du sơn ngoạn thủy, còn có ý tứ, ý tứ gì? chương 1792, đục khoét nền tảng. Nghiêu hữu đạo ném đồ vật trong tay, này không phải tiếp xúc với rất nhiều người muôn hình muôn vẻ sao. Không Nương, đừng lấy ánh mắt tu sĩ của mình đi nhìn người, có vài người hành động sẽ không đơn giản như bề ngoài nhìn, nếu có thể để ngươi dễ dàng nhìn thấu, hắn không cách nào điệu thấp lâu dài như thế. Càng là cao thủ, hành sự càng không ra vết tích. Quản phương nghi thử hỏi, người ý tứ là nói, hắn đã quyết định, Nghiêu hữu đạo mỉm cười nói. Chí ít đã chạy đến bờ biển ngắm phong cảnh, thiên quân dễ được một tướng khó cầu, tiếp tục nhìn chăm chăm, một khi hắn không muốn tản bộ, lập tức thông báo bên vương gia, nói đàm phán không ra kết quả có thể kết thúc, để người các quốc gia dẹp đường hồi phủ đi. Thương chiêu tông vốn không muốn dây dưa nữa, hoàn toàn là phối hợp nghiêu hữu đạo, thông báo vừa đến, lập tức kết thúc gọn gàng, đàm phán không ra kết quả, không đàm phán nữa. Các phương trở về, giả vô quần cũng hộ tống nhân viên tống quốc đồng thời phản hồi. Tử Bình Hưu rất coi trọng chuyến xuất hành này của giả vô quần, muốn biết thương chiêu tông ở bề ngoài một bộ, trong tối một bộ đến tột cùng là vì chuyện gì, sau khi biết tin tức nhân viên Tống Quốc phản hồi, tính thời gian chính xác về nhà sớm chờ đợi. Giả vô quần trở về, Tử Bình Hưu nghe phong thanh lập tức thẳng đến tiểu viện. Hai người chạm mặt, sau khi hỏi han sức khỏe, lập tức ngồi xuống, Tử Bình Hưu không thể chờ đợi được hỏi. Tiên sinh có thăm dò ra ý đồ của thương chiêu tông không? Giả vô quần đưa tay cầm bút, đang muốn viết đáp lời, nhưng không khỏi sửng sốt. Trước tiên là nhìn bút trong tay, lại đưa tay sờ sờ nghiên mực, cuối cùng lại sờ sờ giấy, ánh mắt liên tục lấp lóe. Tử Bình Hưu thấy thế, cười nói, văn cụ của tiên sinh, ta lệnh quản gia thay cho người bộ mới, không ngại thử xem có tiện tay hay không. Giả vô quần kinh nghi bất định liếc mắt nhìn hắn, cầm bút chấm mực viết, thừa tướng có gì có ý nghĩ đổi mới. Tử Bình Hưu chỉ chỉ đồ vật, không phải là cảm thấy cũ sao, giả vô quần lắc đầu, dáng dấp rất chăm chú, lại lần nữa viết không nhất định có nguyên nhân thúc đẩy thừa tướng hạ lệnh thay đổi chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi đối phương hẳn không phải người tính toán nhỏ nhặt như vậy tử bình hưu không rõ ràng vì sao hắn coi trọng như vậy nhưng nhìn ra ý tứ của đối phương là điều này rất trọng yếu hơn nữa nhận định có người ngoài thúc đẩy mình làm ra quyết định này suy nghĩ một chút cũng đích xác là có chút nguyên nhân giải thích trước đó vài ngày nghe được một hạ nhân nói văn cụ của tiên sinh đã cũ dùng thật giống như không tiện tay ta nghe xong nghĩ nghĩ văn cụ của tiên sinh đích xác dùng đã lâu quay đầu lại căn dặn quản ra một tiếng để quản ra đổi bộ mới sao tiên sinh cảm thấy văn cụ mới dùng không tiện tay giả vô quần lắc đầu lại cầm bút viết hạ nhân kia ở đâu cái này tử bình hưu nào biết hắn có hàng trăm sự tình quấn người làm sao đi quản một hạ nhân nhưng cảm giác giả vô quần phản ứng không đúng thử hỏi tiên sinh có ý gì giả vô quần lại lắc đầu viết xuống, làm phiền thừa tướng tìm hạ nhân kia đến. Tử Bình Hưu ý thức được sau lưng sự tình này khả năng ẩn dấu bí ẩn, lập tức suy tư, quay đầu lại sai người gọi quản gia đến. Nhưng hắn không biết hạ nhân kia tên gì, đại khái hình dung ra hình dạng. Quản gia cũng kỳ quái, hai vị này lại đi quan tâm một hạ nhân, bất quá vừa nghe trong lòng liền hiểu rõ, trả lời. Thừa tướng, hạ nhân kia gọi ngũ tiểu bảo, hiện tại không ở trong phủ, trước đó vài ngày xin nghỉ, về nhà thăm người thân rồi. Cái gì, Tử Bình Hưu đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hắn có thể sừng sững ở trong triều đình cũng không phải người ngu, giả vô quần đột nhiên quan tâm cái này, hơn nữa hạ nhân kia lại đột nhiên rời đi, kết hợp đầu đuôi câu chuyện lập tức ý thức được sự tình này có vấn đề, tuyệt không đơn giản như vậy, bản thân rất có khả năng bị người coi là thương, trầm giọng nói. Hỗn trướng, ai cho phép hắn xin nghỉ, quê nhà hắn ở nơi nào, lập tức phái người đi tìm, cần phải bắt về cho ta. Ô ô, Giả vô quần bỗng cười to, chỉ là tiếng cười này chứa một chút mùi vị nói không rõ ràng. Hiện tại hắn đã biết rõ, rốt cuộc xác nhận bộ văn cụ ở Nam Châu kia là chuyện gì xảy ra, nó giống như đúc, nào có cái gì như đúc, đồ vật kia căn bản chính là của hắn, bị người sử dụng thủ đoạn lấy đi, cuối cùng ở một nơi khác đặt tới trước mặt hắn, làm hắn giật mình không nhỏ. Lúc đó hắn thật là bị dọa, ngay cả đồ vật hắn thường dùng, cũng có thể bị người làm giả giống như thật, rất nhiều chi tiết nhỏ đều như đúc, cái này cần bị thẩm thấu đến cỡ nào hắn còn có bí mật đáng nói với người ta sao nhìn thấy mà giật mình a à, có thể nói làm hắn thất thố tại chỗ trong lúc nhất thời không biết nên phòng thủ thế nào cảm giác như bản thân trần chuồng đứng ở trước mặt người ta kết quả nháo cả buổi mới phát hiện là bên nam châu mở một chuyện cười với hắn có thể không phải là chuyện cười sao người ta căn bản không có dự định lừa gạt mãi cũng không nguyện cái này bức hắn đáp ứng cái gì để hắn trở về là biết hắn khẳng định sẽ rõ ràng chân tướng cười cười dần dần thành cười khổ lắc đầu tuy là chuyện cười nhưng hắn minh bạch thâm ý trong đó không phải chuyện cười người ta có thể vì một bộ văn cụ của hắn mở chuyện cười như vậy nói rõ cái gì nói rõ người ta là thật tốn tâm tư với hắn này không phải là chuyện cười quản gia sững sờ ở một bên rất ít thấy giả vô quần thất thố như vậy hơn nữa bất đắc dĩ cười khổ như vậy tử bình hưu cũng kinh nghi bất định không hiểu nói tiên sinh cớ gì cười giả vô quần buông tiếng thở dài cầm bút viết một bộ văn cụ không đáng nhắc tới sự tình này không cần truy cứu tử bình hưu không chịu trầm giọng nói sự tình này nhất định có kỳ lạ sao có thể không cha hiện tại hắn kinh sợ đến mức không biết sau lưng sự tình này ẩn giấu sự tình lớn như thế nào a à? giả vô quần sao có thể không biết hắn rõ ràng hơn ai khác người ở đây không ai có thể rõ ràng hơn hắn lại viết sự tình này trong lòng ta đã rõ ràng thừa tướng nghe ta một lời buông tha hạ nhân kia coi như chưa phát sinh chuyện gì không cần truy tra, lặng thinh không đề cập tới là được. Còn có cái gì để truy tra, hắn nghĩ cũng có thể nghĩ ra, hạ nhân kia thăm thân nhân chó má gì, phương diện Nam Châu cũng sẽ không vì chút chuyện này mà giết người diệt khẩu, không tính là sự tình gì, hoàn toàn không có tất yếu làm lớn, bởi vậy hạ nhân kia khẳng định là đã được một món tiền tài chạy mất, bắt được lại có thể thế nào. Sẽ không tra được cái gì, trọng yếu là, hắn không hy vọng chút chuyện này huyên náo đến tướng phủ quốc trắng trợn truy tra một hạ nhân, tạo thành ảnh hưởng cái được không đủ bù cái mất. Vì một bộ văn cụ, làm cho sự tình này truyền ra cũng không đáng, vì một bộ văn cụ của hắn mà hưng sư động chúng. Hắn có thể ở trong tướng phủ tiềm ẩn nhiều năm không phải không có nguyên nhân. Thấy hắn nói như vậy rồi, tử bình hưu trầm mặc nhìn quản gia nói. Liền theo ý tứ của tiên sinh lo liệu, người lui xuống trước đi. Nội tâm quản gia có chút bất an, phỏng đoán rất nhiều, nhưng vẫn chắp tay lĩnh mệnh. Vâng, không còn ngoại nhân, tử bình hưu nào nhịn được không hỏi. Tiên sinh đã biết có vấn đề, vì sao không tra? Giả vô quần, không cần tra, Nam Châu làm, bộ văn cụ kia ở Nam Châu, ta đã thấy, hơn nữa còn sử dụng qua. Cái gì, tử bình hưu càng ngày càng giật mình, một bộ văn cụ lại khiến phương diện Nam Châu động thủ đoạn này, ăn no rừng mỡ không có chuyện làm sao. Không khỏi nghiêm túc hỏi dò, Nam Châu lấy văn cụ của tiên sinh đi là ý gì, chẳng lẽ tiên sinh ẩn giấu cơ mật gì ở trong văn cụ. Giả vô quần, thừa tướng lo xa rồi, mỗ không phải thợ thủ công, trong văn cụ cũng không có cơ mật gì, hành động của Nam Châu chỉ là công tâm giả mỗ mà thôi. chương 1793, như mỗ đợi đã lâu. Công tâm, tử bình hưu càng không rõ, lần này tiên sinh đi, Nam Châu đến tột cùng là vì chuyện gì? Giả vô quần lấy đến một tờ giấy, cầm bút viết, cũng không ẩn giấu sự tình lúc trước. Viết xong giao cho tử bình hưu, tử bình hưu tiếp nhận nhìn kỹ, càng xem càng không rõ, cấp tốc xem xong, nghi ngờ nói. Thiệu Bình Ba, này, mặc kệ Thiệu Bình Ba này có bản lĩnh thế nào, Nam Châu đã có thể nắm giữ tình huống tỉ mỉ như vậy, bản thân hành động là được, vì sao lại để tiên sinh ra mặt đi nhầm vào Thiệu Bình Ba? Giả vô quần viết xuống hai chữ, mời chào. Tử Bình Hưu vừa nhìn, trong nháy mắt minh bạch, nhất thời không bình tĩnh, còn tưởng Nam Châu bí mật gọi tới là vì sự tình gì, hóa ra là đến đào góc tường của hắn, thiệt thòi hắn còn chủ động đưa giả vô quần sang gặp mặt nói chuyện, Chuyện này là sao, thủ đoạn của Nam Châu không khỏi quá tổn hại đi, ánh mắt cũng rất độc a. À. Cần biết giả vô quần chính là mưu sĩ tâm phúc của hắn, nhiều năm như thế, hắn đương nhiên biết giả vô quần có bao nhiêu tác dụng, sao có thể để người khác dễ dàng đào đi? Càng làm cho hắn khó chịu là, Nam Châu đã lừa người đi, nhưng không nhân cơ hội lưu lại, còn không làm khó dễ, để người thuận lợi trở về, này là muốn làm gì? Muốn thể hiện ra nhân nghĩa thu mua lòng người sao? Chân chính là người xấu hư tình giả ý a. À nhưng sự tình này không phải hắn có thể toàn diện làm chủ trừ khi cường hành ách chế bằng không vẫn cần trưng cầu ý kiến của giả vô quần hắn nhận định nam châu giả nhân giả nghĩa muốn đánh động giả vô quần nhưng không biết cái nhìn của giả vô quần thế nào có chút thấp thỏm hỏi nam châu đã có ý mời chào tiên sinh không biết tiên sinh ý như thế nào giả vô quần cầm bút tử phủ là nhà ta không dung nhà tan người tán thừa tướng không cần lo ngại thấy lời ấy tử bình hưu có thể nói thở phào nhẹ nhõm cười nói đã biết nam châu giả nhân giả nghĩa không gạt được tiên sinh giả vô quần thừa tướng lần trước ở nam châu đưa tin tình huống có quan hệ nam châu đã thu thập được chưa có rồi tử bình hưu từ trong tay áo móc ra một cuộn giấy đưa cho hắn trước mắt có thể thăm dò tình huống có hạn tạm thời chỉ có những thứ này giả vô quần mở ra kiểm tra không có tình huống tỉ mỉ nhưng tình huống đại khái đã thăm dò cái gọi là thế lực thương hệ chính là thế lực trước đây của nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo chết rồi thế lực của hắn đã có xu thế sụp đổ. Hiện tại giả vô quần muốn xem chính là điểm này, nhìn xem thương chiêu tông có năng lực chỉnh hợp thế lực của Ngưu Hữu Đạo để lại hay không, nếu như không thể, chỉ bằng vào thế lực dưới tay thương chiêu tông, trên có triều đình chèn ép, dưới có thế lực tu hành áp chế, trước kia ở Nam Châu nói với hắn đều là khoác lác. Nhưng hiện tại tình báo trên tay biểu hiện, phương diện Bắc Châu không xuất hiện dị thường, chẳng khác nào là công khai tỏ rõ thái độ, thương chiêu tông trực tiếp bổ nhiệm một vị quan viên địa phương Bắc Châu. Quan viên được bổ nhiệm dường như không có nhiều tác dụng lắm, nhưng Bắc Châu vui vẻ chấp hành, này chính là tỏ thái độ, biểu thị Bắc Châu nghe lệnh của Thương Chiêu Tông. Còn phương diện Kim Châu càng không cần phải nói, phối hợp Nam Châu hành động quân sự, điều động đại quân, cùng Nam Châu hình thành tư thế liên hiệp tấn công Quang Châu, bước Quang Châu thần phục, Quang Châu thứ sử đi Nam Châu bái kiến Thương Chiêu Tông, là lấy trạng thái hạ quan tới bái kiến thượng quan. Xem xong tình báo, giả vô quần chậm rãi thả xuống, vuốt dâu trầm ngâm kết hợp với hắn ở Nam Châu hỏi thăm tình huống, Nam Châu thi chính không có bất kỳ biến hóa, cũng chưa nghe nói có quan viên nào điều chỉnh. Này nói rõ cái gì? Nói rõ Nam Châu tất cả như cũ, như cũ do thương chiêu tông định đoạt, Kim Châu, Bắc Châu, Quang Châu đều đã thần phục, còn có Mao Lư Sơn Trang quy về Nam Châu. Các loại dấu hiệu nói rõ, thương chiêu tông đã toàn diện tiếp nhận trưởng khống thế lực nghiêu hữu đạo để lại, hơn nữa không bị giới tu hành quấy dày, ý nghĩa thương chiêu tông cũng bãi bình thế lực tu hành ở sau lưng. Nguyên bản để tử bình hưu tìm hiểu tình huống, chỉ là muốn nhìn thương chiêu tông có năng lực chỉnh hợp thế lực như hữu đạo để lại hay không. Ai biết người ta đã lấy thế xét đánh không kịp bưng tai toàn diện chỉnh hợp, đã nắm giữ ở trong tay rồi. Bản lĩnh này, tốc độ này, làm giả vô quần âm thầm hoảng sợ, trầm mặc một lúc lâu, ước lượng năng lực như vậy chưa hầu trong thiên hạ ai có thể làm được. Sau một lúc lâu, giả vô quần dựa lưng vào ghế. Ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tử bình hưu lẳng lặng đợi một lúc, không muốn hắn tiếp tục lo lắng sự tình Nam Châu, nói sang chuyện khác. Tiên sinh trở về vừa vặn, ta có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Giả vô quần lại ngồi thẳng, gật đầu, ra hiệu cứ nói. Tử Bình Hưu nói, hôm qua vừa lấy được tấu trương, bên Yên Quốc xuất hiện hướng đi dị thường, phương châu thứ sử Đậu Hải, đột nhiên bị Yên Đình giáng trước điều tra. Sự tình này rất kỳ lạ, Đậu Hải chính là tâm phúc của Thương Kiến Hùng, lại là đại thần biên giới, muốn động loại người này, theo lý thuyết trước đó hẳn có dấu hiệu có thể tra nhưng sự phát đột nhiên làm người nan giải không hề có dấu hiệu có thể tra tạm thời còn đang tìm hiểu vì sao bị giáng chức hôm nay bệ hạ còn hỏi ta có biết thương kiến hùng làm như vậy là ý gì không ta cũng khó nói rõ không biết tiên sinh có cao kiến giải thích nghi hoặc gì không cao kiến giả vô quần sửng sốt đối phương không đề cập tới hắn trong lúc nhất thời còn thật không nhớ tới sự tình đậu hải tiên sinh thấy hắn nở ra tử bình hưu nhắc nhở. Giả vô quần lấy lại tinh thần nở nụ cười, vẻ mặt cười khổ lắc đầu. Tử Bình Hưu không hiểu nói, tiên sinh cớ gì cười. Giả vô quần lại viết xuống một đống chữ giao cho đối phương xem, viết chính là sự tình hôm nọ cùng Nhiêu Hữu Đạo đánh cược. Tử Bình Hưu xem xong, giật nảy cả mình, là tiên sinh đề nghị, sau đó dẫn đến thương chiêu tông xử lý đậu hải. Giả vô quần, đối phương cuồng ngôn, ta sao có thể tin, thật giả bất luận, tự nhiên là tiện tay thử một lần làm khó dễ, làm cho đối phương biết mình nói khoác không biết ngược. Ai biết lời nói đùa trở thành thật, như thừa tướng nói, đậu hải chính là tâm phúc của thương kiến hùng, đột nhiên bị tai kiếp, sợ thật là mỗ nói đùa gây nên. Tử Bình Hưu càng ngày càng giật mình, mới mấy ngày mà thôi, tiên sinh nói đùa, còn chưa trở về, trọng thần một quốc gia bị xét xử, lẽ nào thương chiêu tông thật đã nắm giữ triều đình yên quốc. Giả vô quần cười khổ, này còn cần hoài nghi sao, không có thực lực khống chế triều đình, quan to một phương như vậy, còn là tâm phúc của thương kiến hùng, ai dám nói giải quyết là có thể giải quyết. Cầm bút viết, chẳng lẽ thừa tướng hoài nghi đậu hải gặp gỡ cùng ta nói đùa chính là trùng hợp. Tử Bình Hưu trầm mặc, sau đó khẽ lắc đầu, cái khác có khả năng trùng hợp, nhưng loại trùng hợp này làm sao có khả năng xuất hiện, thầm nói. Xem ra triều đình yên quốc từ lâu đã ở trong tay thương chiêu tông, quả nhiên là tạm thời không lấy. Ai, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, khá là cảm khái biết lực ảnh hưởng của thương chiêu tông ở yên quốc rất lớn lại không nghĩ rằng đã nắm giữ đến mức độ như vậy thật là thâm tàng bất lộ giả vô quần càng cảm khái ngưu hữu đạo vừa chết thương chiêu tông liền có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng tai nắm giữ thế lực của ngưu hữu đạo hơn nữa cấp tốc bãi bình thế lực tu hành quấy dày chỉ dựa vào điểm này liền không phải ai cũng có thể làm được mà bây giờ lại chứng minh thương chiêu tông đã ở trong bóng tối trưởng khống triều đình yên quốc từ lâu có thể thấy đối phương nói căn bản không để ngô công lĩnh và thừa tướng ở trong mắt cũng không phải nói đùa. Lại nhìn văn cụ trước mắt, phần tâm tư này, chương 1794, chết giạc một. Còn trực tiếp vạch trần cơ mật bên Nam Châu, cũng không sợ hắn tiết lộ, cũng không ép lưu hắn, để hắn tự mình lựa chọn, phần tự tin cường đại này, hoàn toàn là khí phách thiên hạ ngoài ta còn ai. Lừa hắn đi, để hắn nhìn thấy cái gì gọi là phiên vân phúc phú. Giả vô quần thở ra một hơi, lại cầm bút viết vốn tưởng nam châu không có nghiêu hữu đạo không thể bây giờ nghiêu hữu đạo đã qua đời nhưng nam châu y nguyên nắm chắc phong vân như đi bộ nhàn nhã hơn nữa tính kế cả ta có thể thấy nam châu ngoả hồ tàng long thương chiêu tông có thể đi tới ngày hôm nay có thể nói mưu tính sâu xa đích xác không phải may mắn tử bình hưu gật đầu hắn không phải dân thường biết mưu tính sâu xa chỉ cái gì mưu tính sâu xa ở trong miệng tiểu dân chỉ là một câu tán dương nhưng đến trình độ như hắn thì minh bạch mưu tính sâu xa là cần thực lực cường đại đến chống đỡ mùa mép khua môi êm tai là vô dụng không có nội tình thực sự nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích một câu mưu tính sâu xa để lộ ra thương chiêu tông từng bước kinh doanh sâu dày thương chiêu tông này trước kia bản tướng coi thường hắn giả vô quần lại cầm bút thừa tướng còn nhớ lúc trước nặc danh giao hảo nghiêu hữu đạo không tử bình hưu tất nhiên là nhớ bây giờ nghiêu hữu đạo đã qua đời tiên sinh nhắc lại sự tình này là ý gì giả vô quần viết cử chỉ lúc trước chính là nhìn thiên hạ phong vân sắp tới vốn là vì lưu một đường lui tử bình hưu chậm rãi gật đầu giả vô quần phong vân sắp tới nam châu cùng có cảm giác này đối phương nói không sai tử phủ sớm muộn gì cũng phải đối mặt đến lúc đó vô quần sao có thể ẩn giấu đã muốn đối mặt không bằng y góc nhìn lúc trước nên vì đường lui của tử phủ mà mưu tính ngô hoàng bảo thủ chỉ là tiểu nhân đầu cơ trục lợi một khi thiên hạ biến đổi nhất quyết không có khả năng tranh hùng thiên hạ cũng không có năng lực đối kháng không phải minh chủ hành vi năm đó thừa tướng cũng chỉ là tự vệ bất đắc dĩ mà thôi tử bình hưu kinh nghi bất định tiên sinh ý tứ là giả vô quần ta muốn xuất sơn trợ giúp thương chiêu tông chút sức lực tử bình hưu im lặng có chút nói lắp này này nếu như vậy chẳng lẽ không phải tiên sinh vẫn bị mời chào giả vô quần viết chữ đưa qua tử bình hưu tiếp nhận nhìn kỹ chỉ thấy không phải vậy thương chiêu tông tùy ý ta tới lui tự nhiên có thể thấy không phải muốn bức bách ta. Sự tình thiệu bình ba, thường thì có thể tự mình ra tay, nhưng lại muốn ta ra tay, là có ý gì? Thương chiêu tông tính toán to lớn, sao chỉ vẻn vẹn là ở Yên Quốc, mục đích cuối cùng tất là chiếm đoạt Tống Quốc, động tác này chính là muốn ta tỏ thái độ, chân tướng là muốn thừa tướng tỏ thái độ. Vì vậy để ta đi làm sự tình này, muốn xem thừa tướng đi con đường nào, tương lai có thể theo hắn hay không? Tử Bình Hưu liên tục gật đầu, xem ra trước đó bí mật phán đoán không sai, Quả nhiên là nhằm vào hắn, cũng chỉ có thể là như vậy. Tiên sinh nói thật đúng, chỉ là tiên sinh đi hiệu lực, dễ lưu lại tay cầm. Giả vô quần, sao nói lưu lại tay cầm, coi như có biến, cá nhân ta hành sự, có việc ta tự có biện pháp gánh vác, tội ở trên người ta, thừa tướng có thể rũ sạch. Từ Bình Hưu trầm ngâm, tiên sinh đã hạ quyết tâm, giả vô quần, thương thị ngày quy định, lời nói sáng tỏ, quá hạn không chờ. Ta lại biết cơ mật của hắn, lúc này không đi, không biết hậu thủ thế nào. Không cách nào phỏng đoán, hậu quả khó liệu a à, tử bình hưu đứng dậy Đi qua đi lại cân nhắc Cuối cùng, bên này truyền tin cho Nam Châu Định ra kỳ hạn giả vô quần sẽ tới Trong lầu các Nhiêu hiếu đạo nhận được tin ở trong tính thất ngửa mặt lên trời cười to Nhìn quản phương nghi cười nói Gia hỏa này Nhất định cho rằng ta là mưu đồ Tống Quốc Quản phương nghi khanh khách nói Nào biết ngươi là vì hắn, đúng không? Có người tự nhiên có nước Nhiêu Hữu đạo gõ bàn Hừ hừ cười gần vì Nam Châu thịnh tình chiêu đãi, phải tận lực báo đáp. Hắn ngược lại tính toán rất hay, nhưng lên thuyền của ta, sợ là không thể theo ngươi quay đầu là bờ, nhiều mỗ đợi đã lâu. Không biết lời này là ý gì, quản phương nghi không cười nổi, bĩu môi nói. Hồi âm thế nào đây, như hữu đạo vung tay, chỉ hai chữ chờ lệnh, quản phương nghi kinh ngạc, người ta đáp ứng đến, người để hắn chờ lệnh, như hữu đạo quỷ dị nở nụ cười, bảo kiếm tặng anh hùng, hảo mã phối yên tốt, để hắn trước tiên chờ, chờ người đến lại tới cũng không muộn mài đao không lỡ công đốn củi chờ người quản phương nghi hiếu kỳ chờ ai nghiêu hữu đạo cười không thể nói quản phương nghi nhất thời khó chịu quay đầu rời đi chờ lệnh thu được tin tức của nam châu hai người buồn bực không biết bên nam châu đến tột cùng là ý tứ gì không phải muốn ở trước khi chiến sự phía tây bụi bặm lắng xuống ra tay sao sở dĩ giả vô quần đáp ứng có chút là bởi vì nguyên nhân chiến sự sau khi biết tác dụng của thiệu bình ba ở trong chiến sự Hắn cũng có tâm kiềm chế, các nước bao quát Tống quốc đều không muốn nhìn thấy Tấn quốc lớn mạnh. Trước ngày quy định đáp ứng tiên sinh, bây giờ lại để tiên sinh chờ lệnh, chờ đến khi nào cũng không nói chính xác, tiên sinh có biết thâm ý của Nam Châu hay không? Tử Bình Hưu không nhịn được hỏi, Giả Vô Quần khẽ lắc đầu, viết cao thâm khó dò. Không có biện pháp, bên này cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi, một lần chờ là hơn nửa tháng. Mà thời điểm Giả Vô Quần chờ đợi, người Mao Lư Sơn Trang cũng đã làm xong địa đạo thời điểm đám người nghiêu hữu đạo tiến vào địa đạo kiểm tra viên cương đi tới đưa lên một phần mật thư bên kia có tin tức rồi nghiêu hữu đạo nhận mật thư nhìn nhìn rơi vào suy ngẫm quản phương nghi nhân lúc chưa sẵn sàng đột nhiên ra tay đoạt lấy mật thư muốn nhìn xem hai gia hỏa này giấu nàng làm cái quỷ gì động tác này làm viên cương lạnh lùng quét tới quản phương nghi thấy nhưng mặc kệ nhanh chóng liếc mắt nhìn lại nói không nhìn không biết vừa nhìn mới biết được là nội dung nói chuyện mà xuyên dĩnh ở quân doanh về quốc tìm đường nghi quản phương nghi theo bản năng nhìn viên cương trong lòng có chút ngoài ý muốn lúc trước nghiêu hữu đạo bảo nàng tìm hiểu nội dung nói chuyện nàng nói không có biện pháp nghiêu hữu đạo liền tìm viên cương nàng còn có chút không cao hứng ai biết hầu tử này thật làm được nàng tạm thời còn không biết triệu hùng ca và thượng thanh tông có đường dây liên lạc tự nhiên không biết lợi dụng triệu hùng ca xem qua nội dung quản phương nghi hỏi đạo gia người thật giao phó xuyên dĩnh chăm sóc thượng thanh tông ở bên ngoài không dám xưng, đạo ra, nhưng trong địa đạo không cần lo lắng tai vách mạch rừng, có thể yên tâm. Nghiêu Hữu đạo trong trầm tư khẽ lắc đầu, quản phương nghi liền cảm thấy không có khả năng, trước đó nghiêu hiểu đạo nói với nàng, cảm thấy xuyên dĩnh không đúng, nào dám dễ dàng giao phó sự tình, kỳ quái nói. Vậy xuyên dĩnh ôm đồm sự tình là dụng ý gì? Nghiêu hiểu đạo vẫn lắc đầu, từ từ nói, xuyên dĩnh này có quả nhiên vấn đề, chỉ là, vị này đến cùng muốn làm gì? lấy danh nghĩa của ta chăm sóc thượng thanh tông ta càng mò không ra đầu mối hắn đến tột cùng mưu đồ cái gì trước tìm ta ta chết rồi lại tìm thượng thanh tông lẽ nào trước tìm ta có quan hệ tới thượng thanh tông thượng thanh tông lại có thể cho hắn cái gì suy tư nhiều lần cuối cùng vẫn lắc đầu thực sự là không nghĩ ra hắn xoay người đi tới bên bàn nhẹ nhàng mài mực hầu tử hồi phục bên kia nói cho hắn ta không có nhiều xuyên dĩnh sự tình này không biết mục đích của xuyên dĩnh là gì, động tác này của xuyên dĩnh tất có mưu đồ. Hỏi hắn có biết là chuyện gì xảy ra hay không, nếu không biết, để người của hắn nhìn chăm chú tình huống của Thượng Thanh Tông, tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Viên cương, vâng, như Hữu đạo ngồi xuống, cầm bút chấm mực, viết xuống vài hàng chữ giao cho hắn. chương 1795, chết giả 2. Nói với hắn, giao người này cho ta, để hắn an bài một chút, quay đầu lại ta sẽ đi tiếp ứng người. Viên cương tiếp giấy nhìn nhìn, hỏi, không phải người chướng mắt hắn sao? Quản phương nghi hiếu kỳ, muốn rỗi đầu xem nội dung trong thư, viên cương tiện tay lảng tránh, không cho nàng xem, làm nàng tức giận đến chừng mắt. Hầu tử, sao ngươi lại học nhiều chuyện rồi? Nghiêu hiểu đạo mặt không hề cảm xúc nói. Viên cương không nói gì nữa, xoay người rời đi. Yêu ma lính, phía sau núi ma cung, dưới vách núi treo leo, kim mau hống đang ngủ say. Một hồ lô rượu ở bên eo, triệu hùng ca nhìn thư, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mây đen biến ảo, trong miệng nói thầm. Xuyên dĩnh, là người của hắn, lạch cạch, trên ngăn tủ, một cái thẻ trúc treo ở trên vách tường rơi xuống. Vân cơ nghe thanh âm quay đầu lại, nhìn về phía nghiêu hữu đạo, nghiêu hữu đạo thì xoay người rời đi, tiến vào mật đạo, thẳng đến nơi sâu xa. Viên cương đã ở trong địa đạo chờ đợi, thấy hắn đến, đưa mật thư ra. Triệu hùng ca hồi âm, vấn đề khả năng nghiêm trọng hơn người nghĩ. Nhiều hữu đạo tiếp thư kiểm tra, chỉ thấy trong thư viết, muốn người, Thượng Thanh Tông sẽ có người phối hợp an bài. Trải qua người nhắc nhở, có thể xác nhận, Xuyên Dĩnh là người của ô thường, sau này tiếp xúc với Thượng Thanh Tông cần phải cẩn thận. Ô thường, nhiều hữu đạo giật nảy cả mình, trên đời này người tên ô thường, coi như có cái khác trùng tên, nhưng để Triệu Hùng ca nhắc tới, khẳng định là chỉ vị kia ở thiên ma thánh địa. Chính vì như thế, càng ngày càng để hắn cảm thấy kinh ngạc, mới đầu ô thường phái người tiếp cận hắn, sau khi hắn chết lại phái người đến gần đường nhi, đến tột cùng muốn làm gì? Ô thường muốn làm gì, cần phải quanh co lòng vòng như vậy sao? Càng làm hắn kinh ngạc là, xuyên dĩnh là người của ô thường, vậy mà cưới tuyết lạc nhi, sau lưng chuyện này thâm ý đến tột cùng là cái gì, làm người không rét mà run. Yên lặng một hồi, như hữu đạo ngẩng đầu lên nói. Xuyên dĩnh tìm đường nhi, chúng ta ngay cả một chút đầu mối cũng không có, nhưng trải qua chúng ta đề tỉnh, hắn lập tức biết xuyên dĩnh là người của ô thường, có thể thấy hắn nhất định biết tình huống. Hầu tử, người lập tức liên hệ hắn, hỏi hắn, vì sao ô thường nhìn chằm chằm đường nhi, hỏi sao lưng cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Được, viên cương cũng biết sự tình không phải chuyện nhỏ, cấp tốc đi chấp hành. Xong lần này Triệu Hùng ca chỉ trả lời một câu, không cần hỏi lại. Sau đó liền không đáp lại bất kỳ vấn đề tương quan nào, sự tình khác đều có hồi phục, chỉ có sự tình này không phản ứng. Có thể thấy trừ nhắc nhở bọn hắn cẩn thận, thì không muốn để bên này biết quá nhiều làm nghiêu hữu đạo kinh nghi bất định lặp đi lặp lại cân nhắc nghiêu hữu đạo cảm thấy bản thân phải tìm cơ hội thích hợp tự mình gặp triệu hùng ca nói chuyện nếu không có chút sự tình triệu hùng ca căn bản không yên lòng đám người viên cương sẽ không tiết lộ phong thanh khí trời sáng sủa bầu trời trong xanh vạn dặm từ kim động trong quy miên các bỗng nhiên truyền đến thanh âm nặng nề tu sĩ thủ vệ ở bên ngoài nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại ngay sau đó một đạo pháp lực rung động thanh âm già nua từ từ truyền ra. Thẹn với các đời tiên sư của Tử Kim Động, trung Quốc tử bái biệt. Lời này vừa ra, để tử thủ vệ cả kinh, nhưng đại môn của Quy Miên các bị nghiêm lệnh phong tỏa, không ai dám tự tiện xông vào nhìn tình huống. Tin tức rất nhanh truyền tới trong tai trưởng môn cung Lâm Sách, cung Lâm Sách vội vã chạy đến, toàn bộ cao tầng của Tử Kim Động đều bị kinh động, dồn dập tìm đến. Túc lão Xuân Tín Lương đứng ở ngoài cửa lớn tiếng nói: "Sư huynh, sư huynh, sư huynh!" Kêu hơn 10 lần nhưng bên trong không có bất kỳ động tính xuân tín lương xoay người đối mặt mọi người sắc mặt trầm trọng nói trưởng môn hạ lệnh khai quan đi cung lâm sách quả quyết nói khai quan lập tức có đệ tử lĩnh mệnh tiến vào xé ra phong ấn loại bỏ khóa cửa đại môn mở rộng một đám cao tầng tử kim động cấp tốc đi vào rất nhanh bên trong truyền đến thanh âm gào khóc bi thảm sư huynh cùng ngày toàn bộ tử kim động khăn tang khắp nơi tử kim động thái thượng trưởng lão trung cốc tử hưởng hết dương thọ từ trần đám người cử an nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Trong lúc đề tang, tin tức truyền ra, mặc kệ trước kia ân oán thế nào, Trung Quốc tử chết già, đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, ân oán liên tục, chém giết không ngừng, người tranh ta đoạt, người có thể chết già không nhiều, các đại tông môn đều phái người đến phúng viếng. Yên Hoàng thương kiến hùng tự mình tới tử kim động bái tế, Nam Châu thương chiêu tông cũng tới, chỉ bất quá hai người cố ý dịch ra không gặp. Tống Quốc, Tiểu Nguyên Sơn, Thừa tướng Tử Bình Hưu tuần sát đến phụ cận leo núi. Tiểu Nguyên Sơn chính là nơi ẩn cư của đan bảng xếp hạng thứ 8 Giản Sơn Nguyệt. Trước kia Giản Sơn Nguyệt tranh cường háo thắng, vì nổi bật hơn mọi người, sát tính rất nặng, hai tay dính đầy máu tanh, sau khi leo lên đan bảng, không biết cớ gì lại đột nhiên thay đổi triệt để ẩn cư. Cũng đích xác là ẩn cư, trong nhà tranh, chỉ có hai thị nữ đi cùng, không để ý tới ngoại giới ân ân hoán hoán. Lần này thừa tướng Tống Quốc tự mình tới chơi, tuy Giản Sơn Nguyệt không muốn để ý tới, nhưng cố kỵ thân phận đối phương, thêm nữa ẩn cư ở trong địa bàn Tống Quốc, không thể không lộ diện bái kiến. Hai người mật đàm một phen, nói cái gì, ngoại nhân không ai biết. Đêm đó tử bình hưu rời đi, một người bịt mặt lặng yên quang lâm tiểu nguyên sơn, bắt đi hai thị nữ, giản sơn nguyệt đuổi theo vào trong núi. Đợi giản sơn nguyệt truy đến, phát hiện hai thị nữ đã mất mạng, phẫn nộ cùng người bịt mặt giao thủ. Hai người chỉ vừa đối mặt một chiêu, trên mặt giản sơn nguyệt mang theo bi phẫn, ngã xuống đất bỏ mình. Đến đây, nhà tranh ở tiểu nguyên sơn trống vắng, không bao giờ thấy chủ nhân trở về nữa. Ngoại thành Nam Châu Phủ, một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, lái xe chính là viên cương sau khi dịch dung. Trong xe ngựa là Nghiêu Hữu Đạo, Quản Phương Nhi cùng Vân Cơ. Đi tới một chân núi yên tĩnh ở ngoại thành, sớm có hai người chờ đợi, một nam tử không người biết đến, tự xưng Nguyên Tòng, một người khác chính là giả vô quần từ kinh thành Tống Quốc đi đến. Trong xe ngựa, chỉ có Nghiêu Hữu Đạo nhảy xuống, cùng giả vô quần chắp tay chào hỏi làm phiền tiên sinh bôn ba giả vô quần xoay người ra hiệu nguyên tòng tiến lên giả vô quần duỗi ngón tay viết ở phía sau lưng nguyên tòng nguyên tòng nói thay tiên sinh còn có gì phân phó không nghiêu hữu đạo hỏi sở dĩ để tiên sinh ngừng ở nơi đây là muốn ngay mặt hỏi một chút chuyến này còn có nhu cầu gì có thể nói ta tận lực nghĩ biện pháp giả vô quần viết nguyên tòng nói thay thiệu bình ba không phải hạng người tầm thường tiên sinh không cảm thấy cho lực lượng hộ vệ quá mức đơn bạc sao Nhiêu hữu đạo nở nụ cười tiên sinh cứ yên tâm vương gia sẽ không cầm tính mạng của tiên sinh ra làm trò đùa thân phận bối cảnh của tiên sinh thiệu bình ba không đến nỗi ở ngoài sáng hạ sát thủ còn ám hạ độc thủ thân phận chân thực của nguyên tòng tiên sinh chính là cao thủ của giới tu hành đủ để bảo hộ tiên sinh an toàn coi như gặp gỡ đánh không thắng mang tiên sinh chạy trốn bảo mệnh hẳn còn không có vấn đề một người khác chỉ là an bài làm người hầu đi theo tiên sinh làm ít chuyện vặt chăm sóc tiên sinh ăn mặc ở đi lại mà thôi. Chỉ hy vọng như thế, ta không cần gì cả." Nguyên Tòng dứt lời, ngón tay của giả vô quần cũng thả xuống. "Được, vậy ta không tiến xa." Nưu Hữu đạo gật đầu, lại nhìn Nguyên Tòng cung kính hành lễ nói. "Nguyên Tòng tiên sinh cần phải bảo vệ tốt giả tiên sinh an toàn, không thể dễ dàng rời giả tiên sinh nửa bước. Nếu gặp gỡ sự tình khó khăn, có thể xin ý kiến của giả tiên sinh." Nguyên Tòng ừm một tiếng, chữ quý như vàng, cùng nhau tiếp xúc, giả vô quần cũng nhìn ra Nguyên Tòng này cũng tựa như người câm giống hắn, bình thường rất ít nói chuyện. Chương 1796, người này, ta muốn định rồi. như Hữu đạo chắp tay bái biệt, bàn tay Nguyên Tòng lay động, một con phi cầm cỡ lớn lao xuống. Nguyên Tòng bắt cánh tay của giả vô quần, nhẹ nhàng đưa tới, hai người đồng thời phi thân rơi ở trên người phi cầm, cứ như vậy bay lên không. Nưu Hữu đạo ngửa mặt lên trời nhìn theo, màn xe đẩy ra, quản phương nghi hỏi một tiếng, cứ để hắn đi liều với Thiệu Bình ba như vậy? có phải quá qua loa hay không? Nghiêu hữu đạo cười ha ha nói, kim lân há là vật trong ao, vừa gặp gió liền bay lên không? Binh quý ở tinh, không ở chỗ nhiều, ngọa long xuất sơn rồi, ánh mắt quản phương nghi lấp lẽ, có thể nhìn ra trong tiếng cười của vị này khá đắc ý, càng có thể nhìn ra vị này khá chờ mong với giả vô quần. Nhưng càng nhiều là hiếu kỳ, nếu như giả vô quần thật có bản sự như đạo gia thưởng thức, thì nào có dễ dàng mời chào như vậy? Thế nhưng cho dù đi theo bên người nghiêu hữu đạo, nàng cũng nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy như hữu đạo đông một búa, tây một búa, không hiểu ra sao, giả vô quần liền thật chạy tới làm việc cho đạo gia. Tới hiện tại, nàng vẫn không hiểu vì sao giả vô quần nghe theo. Đương nhiên, này cũng là địa phương nàng bội phục như hữu đạo, mặc kệ bình thường ngoài miệng có thừa nhận hay không, nhưng rất nhiều chuyện mọi người thiếu vị này cầm lái là thật không được, cho dù có chút sự tình giải thích rõ cho ngươi, ngươi cũng không học được, tranh lệch này không phục cũng không được mà nghiêu hữu đạo đích xác cũng có chút đắc ý, bên người nhiều trợ thủ như thế, mời chào ai cũng không có cảm giác thành tựu bằng hắn chiêu mộ được giả vô quần. Mao Lư Sơn Trang từng bước một đi tới ngày hôm nay, nhân mã đều là hắn từng bước lôi kéo lên. Một đám hòa thượng của Nam Sơn Tự, đám người hắc mẫu đơn, toàn bộ ngũ lương Sơn, đám người phù phương viên, ba phái lưu tiên tông, bảy yêu ở độ vân Sơn, tuy không ít người, nhưng chân chính tính toán là nhân tài có ai. Có mấy lời không tiện nói, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, kỳ thực bên người không có nhân tài nào đều là hạng người bình thường chỉ thích hợp nghe lệnh làm việc khó có năng lực ngăn cản một phương cục diện của mao lư sơn trang ngày hôm nay đều là hắn có cách dùng người đối với những người này như hiếu đạo không cầu cái khác chỉ cầu trung tâm và nghiêm túc làm việc cái khác không miễn cưỡng được muốn nói phải tính ra nhân tài thì viên cương vân cơ cũng xem như nhân tài nhưng lại thích hợp làm bảo tiêu đương nhiên có lẽ là yêu cầu của hắn quá cao thế nhưng đến trình độ bây giờ hắn không có biện pháp lộ diện nhất định phải có người một mình chống đỡ một phương tuy đám người viên cương và quản phương nghi đáng tin nhưng căn bản không có năng lực phương diện này đối mặt phong vân như vậy ném bọn hắn ra chỉ sợ trong lòng bọn hắn cũng không chắc trong lều lớn cắm vương kỳ vệ quân thủ tịch đại thần kim lệnh tán vội vã đi vào vừa thấy huyền vi lập tức chắp tay đưa tin bệ hạ thần vừa nghe được tin tức tống quốc giả vô quần đến rồi trưởng môn tam đại phái đang cùng huyền vi đàm luận đồng thời quay đầu lại nhìn trưởng môn đại nhạc sơn lạc môn chân hỏi giả vô quần nào huyền vi hỏi là giả vô quần ở trong phủ thừa tướng kim lệnh tán gật đầu bệ hạ minh giám chính là giả vô quần kia trưởng môn linh hư phủ thường lâm tiên à lên một tiếng chính là gia hỏa chạy đến phiêu miểu các nói bậy bị phiêu miểu các rút đầu lưới kia sao kim lệnh tán cười là hắn mọi người nhìn nhau huyền vi hiếu kỳ nói hắn đến làm gì kim lệnh tán bệ hạ cũng không phải đến bái kiến theo ta thăm dò khả năng là đi ngang qua bây giờ đi bên sứ đoàn tống quốc bây giờ đô thành vệ quốc bỏ thủ người sứ đoàn các quốc gia đều theo triều đình vệ quốc bôn ba cũng rất cực khổ thế nhưng không có biện pháp chức trách trên người bây giờ càng muốn quan tâm tình huống bên vệ quốc càng ngày càng không thể bỏ đi đương nhiên có thể bởi vì chiến sự dẫn đến tính mạng bị uy hiếp hay không người sứ đoàn ngược lại không sợ hai nước giao chiến không đến nỗi giết sứ thần quốc gia khác. Thường Lâm Tiên nói, chính là một gia nô của tử phủ, đáng giá Kim Đại Nhân tự mình chạy tới thông báo sao. Kim Lệnh Tán nói, thường trưởng môn, người này không phải gia nô, tương tự với cung phụng của tử phủ, đồn đại được xưng là ẩn tướng sau lưng thừa tướng tử Bình Hưu. Lực ảnh hưởng của tử Bình Hưu ở triều đình Tống Quốc không phải chuyện nhỏ, mục thị bị tử Bình Hưu lật tung liền có thể thấy được lốm đốm. Mà tục truyền, giả vô quần này rất có lực ảnh hưởng với tử Bình Hưu. Người này, bình thường ngoại nhân không dễ dàng nhìn thấy, nếu như có thể thuyết phục hắn ảnh hưởng triều đình Tống Quốc, Tống Quốc phái viện binh trợ giúp về quốc hẳn không thể, nhưng phái chút tu sĩ đến giúp đỡ còn có khả năng. Còn nữa, hiện tại hắn tới bên sứ đoàn Tống Quốc, rất có khả năng là vì đến hỏi tình hình chiến sự, thái độ báo lại của hắn có lẽ có ảnh hưởng nhất định với Tống Quốc. Huyền Vi nói, đại danh ẩn tướng này, chấm quan tâm qua, nhưng ít giao du bên ngoài, tin tức có quan hệ tới hắn rất ít nhưng người này có thể được tử bình hưu lấy lễ tiếp đón nhiều năm, thì nhất định không đơn giản, đã đến rồi, khách quý như vậy, chấm đích thân đi bái phỏng. Vừa nghe nói là nhân vật có khả năng trợ giúp về quốc, trưởng môn tam đại phái đều lên tinh thần, bây giờ bên này có thể nói là người sắp chết chìm, cho dù thổi qua một cọng rơm giả, cũng hận không thể bắt lấy, lập tức theo huyền vi đồng thời đi bái kiến. Nhưng bọn hắn còn chưa thấy người, đã có người gây ra hiểu lầm. Đứng lại, người tới là ai? Giả vô quần dẫn nguyên tòng, đang ở trong doanh trại vệ quân đi lại kiểm tra bị đệ tử của thượng thanh tông đang làm nhiệm vụ ngăn lại người cản chính là ngụy đa ngụy đa hò hét quân doanh trọng địa sao có thể tùy ý đi dạo đáp lời là người nào giả vô quần vẫn không hé răng đúng lúc gặp đám người huyền vi đi tới kim lệnh tán chỉ giả vô quần ra hiệu người kia chính là giả vô quần nguyên tòng phát hiện một đám người đến lập tức lên tiếng nói tiên sinh không tiện nói ngụy đa quát tháo cái gì không tiện nói người câm sao lời này vừa nói ra mọi người đều cả kinh giả vô quần không phải là người câm sao thằng này là nói vào vết thương của người ta đường nhi giật mình lớn tiếng nói sư huynh không được vô lễ vội vàng lắc mình kéo ngụy đa ra nhưng ngụy đa chỉ vào giả vô quần nói trưởng môn người này lạ mặt du lịch khắp nơi hỏi lại không đáp sợ là gian tế không được vô lễ